Jim là tổ trưởng của tổ hành động đặc vụ vừa hoàn thành một đợt tuyển dụng mới. Trên máy bay nhận được nhiệm vụ mà máy tình báo IMF gửi cho ông. Một quan chức đại sứ quán Prague ở Praha phản bội quốc gia, trộm một phần danh sách NOC của cơ quan tình báo định bán ra với giá cao. Danh sách NOC là tất cả các tên đặc vụ hoạt động bí mật ở Đông U của Mỹ. Danh sách này có hai phần tạo thành, một phần là mã số, còn phần kia là họ tên thật của nhân viên đặc vụ ứng với mã số đó. Gosin có được danh sách mã số, đồng thời chuẩn bị trộm đi phần danh sách còn lại từ trong đại sứ quán. Nếu kế hoạch của anh ta thành công, tất cả đặc vụ ở Đông U đều sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn. Nhiệm vụ của đội Jim là chụp lại quá trình gây án của Gosin, đồng thời lúc anh ta giao dịch với người khác, tóm cổ cả bọn chúng. Đội viên của Jim có Sarah, Jack, Hannah, Clay vợ của Jim và Ethan giỏi về cải trang. Jim đến Praha triệu tập đội viên bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Ethan phụ trách cải trang thành nghị viên tham gia tiệc, sau đó nhận cơ hội hành động. Sarah cải trang thành liên lạc viên, phụ trách phối hợp với Ethan. Hannah phụ trách quan sát Gosin, còn Jack phụ trách bẻ khóa hệ thống nhận dạng vân tay thang máy, đồng thời kiểm soát vào ra. Claire ở trong xe bên ngoài yểm trợ, đợi đến khi Gosin đi ra cùng theo dõi với Hannah. Đồng thời còn nhấn mạnh một khi nhiệm vụ thất bại lập tức dừng hành động, trở về đây tụ họp. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ xong, mọi người tám chuyện với nhau, hỏi lúc Jim đang tuyển dụng thành viên mới ở khách sạn sang trọng nào. Jim không che giấu sự phấn khích nói là khách sạn Red ở Chicago. Mọi người lần nữa nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, xem ra chỉ có lãnh đạo mới có đãi ngộ này. Vì để có thể thuận lợi chụp lại quá trình phạm tội của Gosin, Jack chuẩn bị cho mọi người kính mắt ghi hình. Hình ảnh có thể cùng lúc chuyển đến máy tiếp nhận tương tự như đồng hồ, sau đó đưa cho Ethan một viên thuốc nổ kẹo cao su. Chỉ cần màu đỏ và màu xanh hòa vào nhau trong vòng 5 giây sẽ phát nổ. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, bắt đầu hành động. Sarah làm ký hiệu trên đầu Gosin thuận tiện cho Hannah theo dõi, sau đó cùng với Ethan cải trang thành nghị viên cùng nhau hành động. Jack trèo lên đỉnh của thang máy bẻ khóa hệ thống nhận dạng vân tay, trợ giúp Ethan và Sarah trà trộn vào thang máy đến nơi lưu trữ dữ liệu đặt camera. Đang lúc chuẩn bị rời khỏi thang máy, Jack kiểm soát thang máy mất tác dụng, không thể mở được. Ngược lại bị Gosin đuổi đến nơi, thấy sắp đụng mặt, Jack liền mở cửa ngoài của thang máy. Ethan và Sarah nhảy xuống thoát ra ngoài. Sau khi Gosin bước vào cửa, quả nhiên bắt đầu tải dữ liệu. Mọi thứ đều bị mắt kính ghi hình chụp lại, nhiệm vụ hoàn thành được một nửa. Sau đó chính là tìm đối tượng giao dịch của Gosin, Jack vốn dĩ định điều khiển thang máy, nào ngờ hệ thống xảy ra lỗi. Thang máy vẫn đi lên, Jack bị máy móc phía trên đâm chớp, Gosin cũng lén lút chuồn khỏi đại sứ quán. Jim sau khi biết được đi đến phòng kiểm soát, đến một cây cầu thì phát hiện có người theo dõi, thông báo với tất cả đội viên, hủy nhiệm vụ. Nhưng Ethan thấy Gosin chuồn đi rất không cam tâm. Anh bảo Sarah ở lại theo dõi Gosin, còn mình đi đến cây cầu giải cứu Jim. Jim sợ thông tin của họ bị nghe trộm, bảo mọi người đóng thông tin lại. Nào ngờ chính vào lúc này, Ethan trong màn hình theo dõi nhìn thấy Jim bị trúng đạn. Toàn thân đều là máu chảy xuống sông. Lúc Ethan chạy đến cây cầu thì đã không có một bóng người. Anh nhận thức được chuyện này không đơn giản. Hannah sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình lên xe Claire, bỗng nhiên chiếc xe phát nổ. Ethan tưởng rằng Claire đã chôn vùi trong biển lửa. Sarah theo dõi một mạch nhìn thấy Gosin bị người ta kéo đến cửa. Cô tiến lại gần phát hiện có người cướp lấy đĩa từ đồng thời đâm chết Gosin. Sau khi Ethan chạy đến Sarah đã bị một người không rõ thân phận dùng dao đâm, Ethan lục tung túi của Gosin cũng không thể tìm ra đĩa từ. Vì để đề phòng bị lực lượng cảnh sát vây bắt, anh nhanh chóng rời đi. Sau đó thông báo tình hình cho cấp trên Egan, nói đội viên của mình trong lúc hành động đều bị giết chết. Egan hẹn anh đến một cửa hàng hẹn gặp nói rõ tình hình. Sau khi Ethan bước vào cửa hàng, phát hiện xung quanh đều là đặc vụ giả thân phận vì những người này trước đây cũng đã xuất hiện trong tiệc rượu. Ethan cho rằng Egan không tín nhiệm họ. Lúc này Egan nói thẳng với anh, nhiệm vụ này chỉ là một nhiệm vụ trên danh nghĩa. Gosin thật ra là mình, anh cầm đi cũng là dữ liệu giả vì rất nhiều hành động của cục tình báo trước đây đều bị bại lộ. Hơn nữa không lâu trước đó biết được một tin tức, một chủ ô tô tên là Mark đề xuất nhiệm vụ với một đặc vụ nội bộ. Muốn có được danh sách NOC, mã số hành động là Job 314, xem ra Mark đã mua chuộc được đặc công nội bộ. Vì thế mục đích của lần hành động này chính là dụ ra tên phản bội trong nội bộ cục tình báo. Bây giờ những đội viên khác đều chết rồi, chỉ còn là Ethan. Hơn nữa tài khoản ngân hàng của cha mẹ Ethan đột nhiên có hơn 120.000 đô la Mỹ. Vì hiểm nghi Ethan lớn nhất, Ethan nghe đến đây bỗng nhiên nhận thức được Egan đến không phải có ý tốt gì. Vì để rửa sạch tội danh, mình cần phải tìm ra kẻ phản bội thật sự. Sau đó anh âm thầm lấy ra thuốc nổ kẹo cao su, phá vỡ bể nuôi cá của cửa hàng, nhân lúc hỗn loạn chạy thoát.
Lúc anh đến khách sạn mà trước đây đội tụ lại, Ethan âm thầm phá vỡ bóng đèn thành từng mảnh dài trên mặt đất. Như thế một khi có người đến sẽ đạp vào mảnh chai. Mờ thanh mảnh chai phát ra sẽ có tác dụng cảnh báo. Ethan thấy hình ảnh trong máy tính của Jim, anh nhớ đến những gì Egan nói vừa nãy. Mã số hành động là Job 314, sau đó muốn điều tra manh mối của hành động. Thông qua từ then chốt tìm kiếm một hồi đều không thể phát hiện ra. Lúc này anh vô tình phát hiện trên giá sách có một quyển kinh thánh. Sau khi suy đoán một lúc, Ethan đã tìm kiếm được từ quan trọng. Tuy nhiên đã tìm được một email. Sau đó Ethan dùng thân phận của Job trong kinh thánh thử gửi một email cho Mark, yêu cầu gặp mặt anh ta. Trong lúc hoảng hốt, Ethan nghe được âm thanh mảnh chai vang lên. Là Claire đến phòng. Dựa vào những gì mà Egan nói người còn sống rất có khả năng là nội gián, Ethan có chút không dám tin tưởng Claire. Claire giải thích nói rằng trước khi xe phát nổ cô đã ra khỏi chiếc xe, Ethan lục soát cô một trận. Lục soát không phát hiện ra điều gì khác thường nên anh đã tin cô. Biết được Ethan bị hãm hại, Claire muốn tìm Egan làm rõ chuyện này. Nhưng Ethan thức tỉnh hiểu rõ không được. Một khi Claire xuất hiện, Egan sẽ cho rằng anh và Claire là đồng bọn. Chính vào lúc này Mark hồi âm lại email. Đồng ý gặp mặt Ethan. Theo sự chỉ dẫn của thông tin email, Ethan thành công tìm được Mark. Lúc này Mark mới phát hiện Ethan không phải là Job mà trước đây liên lạc với bà ta. Ethan đem chuyện dữ liệu giả nói cho Mark nghe. Nói mình có thể giúp bà ta lấy được danh sách thật sự. Điều kiện là giao Job ra đây, đồng thời còn định đọc đĩa từ giả. Không đến 10 phút đặc công tình báo chắc chắn sẽ đuổi đến. Mark không tin, sai thuộc hạ lấy đĩa từ. Không quá bất ngờ, đặc công đã đuổi đến. May mà có sự nhắc nhở của Ethan, đám người Mark đã rời khỏi trước. Lúc này Mark đã tin Ethan. Ethan cũng đưa ra điều kiện giúp bà ta lấy được danh sách thật. Mark phải trả cho anh trái phiếu vô danh 10 tỷ đô la Mỹ, ngoài ra còn phải giao Job ra. Mark và Job cũng là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Mark không cần suy nghĩ liền đồng ý điều kiện của Ethan, vì để có thể thành công có được danh sách NOC. Ethan và Mark tìm hai người giúp đỡ, một người tên là Loser cao thủ máy tính. Người kia là Frank giỏi về điều khiển trực thăng, họ đều là đặc công bị trục xuất. Ethan bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ, danh sách NOC đặt trong tổng bộ CIA trong một hố bảo hiểm tinh vi. Nó cần phải thông qua 3 tầng kiểm định. Tầng 1 là mật mã vân tay, tầng 2 là nhận dạng võng mạc, tầng 3 là thẻ chìa khóa điện tử chính xác kép. Trong nội bộ hố bảo hiểm còn có 3 hệ thống chống trộm. Đầu tiên là hệ thống cảm ứng, kiểm tra ra âm thanh khác thường sẽ phát động cảnh báo. Thứ hai là hệ thống nhận dạng nhiệt độ, thấy nhiệt độ khác thường sẽ phát cảnh báo. Thứ ba là hệ thống kiểm tra áp suất mặt đất, có trọng lực gia tăng cũng sẽ phát ra cảnh báo. Đối mặt với cửa ải khó cấp địa ngục này, mọi người không thể không chọn con đường khác. Đó chính là thông qua phía trên của kho bảo hiểm. Lắp đặt mạng lưới tia laser thông qua cửa thông gió vào trong. Loser phụ trách chỉ huy máy tính từ xa, người khác cải trang thành lính cứu hỏa đột nhập vào cao ốc. Claire nhân cơ hội này chuồn đi, cải trang thành một nhân viên ở kho bảo hiểm hạ thuốc nôn mửa vào cốc cà phê của nhà điều hành, đồng thời còn gắn thiết bị theo dõi trên người anh ta. Một tên bảo an phát hiện lính cứu hỏa thiếu mất một người. Thấy sắp bị bại lộ, Frank lập tức đánh ngất anh ta, lấy dao găm định đâm anh ta. Ethan sau khi thấy vội vàng ngăn lại. Ethan và Frank thông qua ống thông gió đến phía trên kho bảo hiểm, dùng đèn phản xạ tách tia laser ra. Sau khi kiểm tra âm thanh, Ethan bắt đầu hành động. Frank phụ trách kéo chặt dây thừng, Ethan theo dây thừng chậm chậm hạ xuống. Lúc này nhà điều hành vào kho bảo hiểm, Ethan không kịp rút lui chỉ có thể yên lặng treo trên không trung. Nhà điều hành mở máy tính, thuốc nôn mửa bắt đầu phát huy tác dụng. Sau đó anh ta ôm thùng rác chạy ra ngoài. Ethan tiếp tục trượt xuống, sau đó một cú lật người điều chỉnh cơ thể. Sau khi ổn định nhiệt độ và âm lượng dựa vào mật mã mà Loser cung cấp, anh mở máy tính ra, đồng thời cắm đĩa từ vào tải số liệu xuống. Sau khi hoàn thành, đang lúc lấy đĩa từ ra, nào ngờ một con chuột bỗng nhiên xuất hiện tiến lại gần Frank. Frank trong nháy mắt thả tay tiêu diệt con chuột, sau đó nhanh chóng nắm lấy dây thừng. Bên này Ethan suy chút nữa rơi xuống đất, thấy nhà điều hành sau khi nôn xong chậm rãi tiến lại gần kho bảo hiểm. Frank chậm chậm dùng lực kéo dây thừng lên, Ethan thành công lấy được đĩa từ. Sau đó nhanh chóng trượt lên, đến miệng thông gió, Frank phấn khích cầm lấy đĩa từ. Nhưng dao găm của anh ta không cẩn thận trượt xuống. Đúng lúc rơi xuống trên bàn lúc này nhà điều hành cũng đến kho bảo hiểm. Anh ta phát hiện dao găm cũng như ghi chép tải xuống của máy tính. Ethan vứt thuốc nổ khói giả thành một trận hỏa hoạn, đám người thành công trốn thoát đến London. Ethan mở cuốn kinh thánh trước đó tiếp, dùng tiếng lóng trong đó liên lạc với Mark. Frank phát hiện Ethan không coi trọng anh ta tiện tay đẩy quyền kinh thánh đi, yêu cầu lúc đi gặp người mua phải mang theo anh ta. Vì trên tay anh ta có đĩa từ danh sách thật, Ethan không hề nao núng lấy ra một đĩa từ khác. Biểu diễn một màn ảo thuật nói mình sớm đã trao đổi hai đĩa từ rồi.
Frank thấy vậy lòng rối bời, tức giận vứt đĩa từ xuống rồi rời đi. Ethan nhặt quyển kinh thánh lên, phát hiện bất ngờ là trên giấy lót có con dấu của khách sạn Red ở Chicago. Ethan bỗng nhớ ra Jim trước khi thực hiện nhiệm vụ đã từng ở khách sạn này. Tại sao ông ấy lại mang quyển kinh thánh từ khách sạn đặt trên giá sách của khách sạn Praha? Lúc này Ethan bắt đầu nghi ngờ Jim. Hơn nữa, Frank là do Claire tìm được, trong chuyện này chắc chắn có âm mưu. Ethan một mớ hỗn độn từ trong thùng rác nhặt lên đĩa từ mà Frank vứt đi. Hóa ra vừa nãy Frank cố ý chơi anh, đĩa từ mà Frank mới là thật. Vì để bảo đảm an toàn, Ethan đưa đĩa từ cho loser bảo quản. Lúc này Ethan qua TV biết được mẹ và chú của anh vì bị buộc tội buôn ma túy phải chịu bị bắt. Ethan hiểu chuyện này nhất định là kiệt tác của Egan, mục đích là muốn ép Ethan lộ diện. Sau đó Ethan gọi điện thoại thông báo cho Egan. Egan thông qua tin tức trong điện thoại tra ra được bây giờ Ethan đang ở Anh. Sau khi cuộc gọi kết thúc, một người mặc áo gió lộ diện. Đó chính là Jim, hóa ra ông vẫn chưa chết. Sau đó ông nói với Ethan, lúc đó trên cầu người nổ súng chính là Egan. Thật ra lúc này Ethan đã đoán ra Jim chính là tên phản bội đó. Lúc đầu Jim đem quyển kinh thánh từ khách sạn Drake ra, chính là vì lúc nào cũng có thể dùng tiếng lóng trong đó để liên lạc với Mark. Dựa vào suy luận trước đây, người không chết trong thành viên của tiểu đội là tên phản bội tình nghi lớn nhất, 6 người hiện tại chỉ còn lại 3 người. Mình không phải là tên phản bội thì chỉ có thể là Jim hoặc là Claire, mà hai người họ là vợ chồng. Sau đó dựa theo những điều này, Ethan bắt đầu suy diễn một màn phạm tội. Trong thang máy chỉ có thể là Jim điều khiển thang máy đi lên giết chết Jack. Trên cầu người bắn súng chính là Jim, sau đó giả vờ trúng đạn rơi xuống nước. Còn cái chết của Sarah có khả năng chính là do Frank mà Claire giới thiệu. Vì anh ta có sở trường dùng dao găm, đâm Sarah cũng chính là con dao găm đó. Đến cái chết của Hannah vừa bắt đầu Ethan đã đoán được chính là do Claire. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng có khả năng Jim sau khi từ dưới hồ bò lên nhấn vào máy điều khiển phát nổ. Thật ra Ethan không muốn tin là Claire làm, anh dường như có chút tình cảm với Claire. Jim cố ý hướng sự chú ý vào Egan. Có vẻ anh nghe được thủ đoạn mà Egan đối phó với Ethan, suy đoán Ethan sẽ tìm cách đối phó với Egan. Giúp họ chiến đấu, mình sẽ rửa sạch hiểm nghi. Sau khi Ethan biết được những điều này vẫn rất thản nhiên hùa theo Jim. Mục đích là muốn thăm dò ra rốt cuộc Claire liệu có liên quan đến âm mưu này không. Sau đó anh nói ra toàn bộ giao dịch cho Mark. Họ đang trên tàu hỏa đến Paris tiến hành giao dịch. Egan dẫn người đến London. Egan nhận được vé tàu hỏa gửi qua và một chiếc đồng hồ màn hình giám sát. Trên xe lửa, Ethan nói với Mark vị trí của đĩa tử. Trải qua một hồi kiểm tra, quả nhiên là danh sách NOC thật. Mark cũng giữ lời hứa nói với Ethan vị trí của trái phiếu vô danh 10 tỷ đô la Mỹ kia. Đồng thời còn nói đến lúc đó Job sẽ xuất hiện. Sau đó bà ta dự định phát danh sách NOC lên mạng, nhưng lại gặp rắc rối không thể gửi đi được. Thật ra là loser dùng thiết bị gây nhiễu giờ trò, đám người Egan cũng đến tàu hỏa. Loser đề phòng bị nhận ra liền để lại thiết bị gây nhiễu của mình rồi lẻn đi. Không ngờ nhân viên phục vụ phát hiện điện thoại của anh để lại, liền đưa qua. Chúa phù hộ, mạng của Mark trong phút chốc trở lại bình thường, tiếp tục phát danh sách ra. Sau khi Claire phát hiện ra Egan âm thầm rời khỏi đi tìm Jim, khuyên ông liệu có thể không giết chết Ethan được không? Cầm tiền để Ethan chịu an ức là được rồi. Xem ra cô sớm đã biết Jim không chết, bỗng nhiên Jim tháo mặt nạ xuống, hóa ra là Ethan cải trang thành. Ethan hoàn toàn hiểu ra, Claire cũng tham gia vào toàn bộ âm mưu này. Lúc hai người đang nói chuyện, Jim cầm súng xuất hiện. Jim rất thắc mắc từ khi nào Ethan bắt đầu nghi ngờ mình. Sau đó Ethan nói chuyện quyển kinh thánh ra, quả nhiên là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Jim hàng vạn lần cũng không ngờ khách sạn Drake mình ở sẽ in tên khách sạn trên kinh thánh. Sau khi Claire lấy trái phiếu giao cho Jim, Ethan nhanh chóng đeo kính ghi hình lên. Truyền hình ảnh của Jim đến đồng hồ của Egan. Cứ như thế ông ta biết tin Jim vẫn chưa chết. Jim thẹn quá hóa giận định bắn Ethan, Claire định ngăn lại, nào ngờ Jim không nói hai lời bắn cô. Ethan nhân cơ hội đánh rớt súng trong tay Jim. Jim phản công lại đánh Ethan ngã ra đất, sau đó rời khỏi thùng xe ô tô. Tại sao Jim lại muốn đánh chết vợ mình Claire? Ethan nhìn thấy Claire mất đi, anh trèo lên đỉnh xe phẫn nộ đuổi theo. Lúc này Frank khởi động trực thăng đến tiếp ứng Jim, đồng thời còn thả dây thừng xuống để Jim móc lên người. Ethan sau khi nhìn thấy, thuận theo sức gió trượt qua ngăn cản ông. Anh lập tức móc dây thừng lên đỉnh tàu hỏa. Thấy phía trước sắp vào đường hầm, Frank không thể nào thoát khỏi dây thừng. Theo tàu hỏa bay vào đường hầm, Jim sau một hồi lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng trèo được lên gầm của trực thăng. Ethan muốn ngăn cản, Frank thấy Ethan sắp tiến lại gần định dùng binh giết anh. Nào ngờ không chú ý một phút, binh ốc đã đâm vào đường hầm. Ethan tránh được một đòn, sau đó anh bật người lên, cũng nhảy đến gầm trực thăng.
lấy ra thuốc nổ kẹo cao su dính trên máy bay trực thăng lập tức phát nổ. Nhưng lại thuận thế nhảy về tàu hỏa, lúc này tàu hỏa đang khẩn cấp sát máy bay trực tiếp đâm vào. Theo tiếng đinh ốc chầm chậm ngừng chuyển động, Ethan may mắn thoát thân. Bên này Mark bị bắt do xe lửa vào đường hầm, mạng bị hỏng, danh sách NOC gửi đi thất bại. Ethan rửa sạch được tội danh, mẹ và chú anh cũng được thả ra. Loser vì bắt được tội phạm thành công quay về cục tình báo. Trải qua lần hành động này, Ethan quyết định từ chức đi tìm chính mình. Trên máy bay, một nhân viên phục vụ hỏi anh cần xem phim không. Ethan bỗng nhận thức được suy nghĩ muốn đi tìm chính mình đã bị nhỡ rồi. Tại một nhà máy sản xuất thuốc sinh vật ở Sydney, một tiến sĩ đã chế tạo ra một loại virus mới Chimera và kháng độc tố tương ứng với loại virus này. Một khi nhiễm virus Chimera, trong vòng 20 tiếng cần phải tiêm kháng độc, nếu không thì người đó sẽ lập tức chết. Vì để thành công thông qua cửa khẩu, ông ta trực tiếp tiêm Chimera vào trong cơ thể mình. Đồng thời còn mời bạn mình, Ethan hộ tống mình đến Atlanta. Nào ngờ máy bay gặp phải cướp, Ethan bất ngờ đánh ngất tiến sĩ, anh cướp lấy túi mà tiến sĩ cầm. Hóa ra Ethan này là hàng fake, hắn là sinh cải trang thành, anh chính là lão đại của đám cướp đó. Sau khi cướp thành công, họ ào ào nhảy xuống máy bay rời khỏi đây. Máy bay không người lái trực tiếp đâm vào núi. Thật ra sinh không biết anh ta lấy đi chỉ là kháng độc tố, không có virus Chimera. Vì tiến sĩ không nói chuyện tiêm virus vào cơ thể mình cho hắn biết. Bên này Ethan thật đang nghỉ phép, chơi trò tay không leo núi. Sau một hồi khoe cơ bắp, nhân viên cục tình báo lái trực thăng đến tìm anh, gửi cho anh một gói nhiệm vụ. Đó chính là tìm về virus Chimera bị đánh cắp. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, trước tiên phải tìm ra một nữ thần trộm tên là Nia, hợp tác cùng nhau hành động. Ethan dựa theo chỉ thị đến Sevin, Tây Ban Nha. Trong vũ hội phát hiện ra Nia, cô lần này đến cũng không vì gì khác, đơn thuần chỉ muốn trộm đi một sợi dây chuyền vô giá ở đây. Dùng la bàn tìm vị trí của dây chuyền, chuẩn bị động thủ. Nào ngờ cô bị Ethan phát hiện, hai người không quen biết nhau tán tỉnh một hồi. Dưới sự chỉ dẫn của Ethan, Nia thành công tìm được dây chuyền. Sau đó cô bỏ vào ngực, bỗng nhiên chuông cảnh báo vang lên, bảo an đã phát hiện ra họ. Nhưng người phụ trách hình như quen biết Ethan, cho rằng chỉ là hiểu lầm. Ethan không bỏ lỡ cơ hội giải vây cho Nia, đồng thời còn bảo cô ngoan ngoãn giao dây chuyền ra. Hóa ra mọi chuyện này đều là một nước cờ của Ethan. Anh muốn xem thử thân thủ của Nia rốt cuộc như thế nào. Cảnh báo vừa nãy cũng là do Ethan gây ra. Nia biết anh cố ý chơi mình, tức giận lái xe rời đi, Ethan cũng lái xe đuổi theo. Nói cô đã thông qua khảo hạch, mời cô gia nhập đội hành động của mình. Sau khi thành công sẽ tận dụng mối quan hệ của mình, xóa sạch tất cả ghi chép phạm tội trước đây của cô. Nia lần này mới hiểu ra Ethan chính là đặc công. Nói đi, tôi sẽ đồng ý với anh, trừ khi anh đuổi kịp tôi. Sau đó cô đâm vào xe của Ethan, đạp chân ga lao về phía trước. Thấy Nia điên cuồng và hoang dã như thế, Ethan vô cùng vui, anh bất chấp đuổi theo. Hai người trên đường cao tốc, đua một trận. Không nghĩ Nia hơi kém một chút, suýt nữa rơi xuống vách núi. Ethan sau khi nhìn thấy, chạy lên phía trước cứu cô. Nia để bày tỏ sự cảm ơn đã trực tiếp hôn anh. Sau đó hai người đổi địa điểm và cách thức lại đến một đường đua khác. Sau khi ân ái xong, Ethan gió xuân phơi phới, tìm được Wallace, ông trùm của đội đặc vụ. Wallace mở ra video tiến sĩ y học trước đây cầu cứu Ethan. Lúc này Ethan mới biết người bạn của mình đã chết rồi. Nhưng trong video rõ ràng nói không gặp Ethan sẽ không xuất phát. Wallace giải thích vì Ethan lúc đó là giả mạo. Xin giả mạo thành Ethan đến đón ông ta, xin cũng là thành viên của tiểu đội đặc công. Đã từng nhiều lần cải trang thành Ethan thực hiện nhiệm vụ nhưng dựa vào dữ liệu công ty hàng không cung cấp. Cơ trưởng của máy bay bị người khác bắt cóc, vì thế nhất định có người giở trò trên máy bay. Sau đó ngụy tạo thành tai nạn máy bay. Ethan nghĩ ngay đến xin cho rằng nhất định là anh ta làm. Vì anh ta trước đây mỗi lần hành động đều sẽ tàn sát. Nhưng vấn đề là tại sao anh ta lại phản bội tổ chức và virus Chimera rốt cuộc là gì? Xin sao có thể thông qua nó kiếm được tiền? Để có thể tìm ra được đáp án, chỉ có thể tiếp cận xin tìm hiểu âm mưu của họ. Vì thế nhiệm vụ lần này của Ethan chính là cùng Nia tìm về virus Chimera. Ethan vốn tưởng rằng Wallace muốn Nia lấy trộm virus. Wallace giải thích không phải là lấy trộm virus mà là trộm trái tim vì Nia từng là người yêu của Sin. Hắn vẫn luôn mê đắm Nia, vì thế muốn phái cô ấy lần này tiếp cận Sin, giả vừa làm lành với hắn ta, nhân cơ hội điều tra ra âm mưu phía sau của Sin. Ethan nghe xong có chút khó xử, mình và Nia vừa ân ái xong lại sắp trơ mắt nhìn cô và người khác yêu nhau. Wallace dường như nhìn ra suy nghĩ của Ethan, đưa cho anh một cái máy ảnh và nói nếu khó xử thì hãy đưa cho cô ấy xem những bức ảnh trong vụ tai nạn máy bay này. Nia sau khi nhìn thấy bức ảnh, bỗng nhiên trào lên tinh thần trọng nghĩa. Cô bị đạo đức vây lấy, tiếp nhận nhiệm vụ này. Ethan không thể nói mình đang vui hay buồn.
cho dù thế nào nhiệm vụ cũng phải được thực hiện. Sau đó gắn vào người Nia một thiết bị định vị. Chỉ có một máy tính có thể thấy được. Vì để có được sự tín nhiệm của Sin, cô không thể trực tiếp trở về tìm anh. Ethan tận dụng nguồn tài nguyên nhà nước giả vờ bắt Nia. Suy đoán sau khi Sin cướp máy bay, nhất định lúc này sẽ quan tâm chiều hướng vụ án của toàn cầu. Một khi anh ta biết được Nia bị bắt, chắc chắn sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, tìm cách cứu cô ra ngoài. Từ đây lần nữa có được trái tim cô, vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Ethan tìm đến người bạn cũ Loser và một thành viên mới Billy phối hợp với anh ta. Đúng như dự đoán, sau khi Sin biết được, tận dụng tài nguyên của mình cứu Nia ra. Khoảnh khắc nhìn thấy người yêu cũ, Sin trong phút chốc trở thành người đàn ông ấm áp. Hắn sợ cô lạnh choàng khăn lên cổ Nia rồi hôn cô. Ethan quan sát qua hình ảnh vệ tinh, đúng lúc nhìn được cảnh này. Một cấp dưới của Sin lục soát Nia, không tìm thấy vũ khí. Nhưng một đàn em khác Hugh lại cảm thấy cô gái này rất khả nghi. Lúc đầu thì rời bỏ Sin với thái độ kiên định. Tại sao lại cứ phải trở về ngay lúc này? Chắc chắn là có âm mưu gì đó. Để không làm Sin nghi ngờ, Nia thường hay thay quần áo ngay trước mặt hắn, Sin trông mà giãn hết cả mạch máu ra. Xong việc hắn ta nhận được một tin vui, có người chi 1.100 tỷ để mua thuốc giải độc của hắn, Sin chuẩn bị một chiếc thẻ nhớ, định ra trường đua để bàn chuyện làm ăn với khách. Lúc này Hugh thấy không hài lòng với việc Sin quá mê gái, nghĩ rằng Nia quá đáng ngờ, sẽ phá hoại mối ngon của họ, Sin lại nghĩ rằng tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát. Thấy Hugh nghi ngờ sức hút của mình như vậy, Sin giận dữ bẻ gãy ngón tay anh ta. Ở trường đua, nhân lúc Sin đã đi mất, Billy cải trang làm nhân viên, đưa cho Nia một chiếc tai nghe. Nia báo cho Ethan chuyện Sin đang giao dịch. Sau khi tìm kiếm, Ethan phát hiện ra kẻ giao dịch với Sin chính là McCoy, ông chủ nhà máy dược phẩm nơi tiến sĩ làm việc. Sin cho McCoy xem tài liệu xong thì nhét cái thẻ nhớ vào túi áo bên trái. Nia biết vậy thì tìm cơ hội lấy trộm nó, rồi cô lấy cớ cá cược để đến nơi đặt cược, giao chỗ tài liệu cho Ethan. Ethan đọc cái thẻ nhớ bằng máy ảnh, truyền thông tin sang cho Loser. Là một đồng nghiệp của bác sĩ Nekovic, ghi chép lại toàn bộ quá trình từ khi bị lây nhiễm Chimera cho đến lúc tử vong. Thấy Chimera đáng sợ như vậy, Ethan lo rằng Nia sẽ gặp nguy hiểm, anh hứa sẽ mau chóng cứu cô ra. Ngay lúc đó, Hugh thấy Nia bất thường nên vội chạy tới. Ethan trả lại tài liệu cho Nia rồi bỏ đi rất nhanh. Nia quay trở lại với Sin, âm thầm cất cái thẻ nhớ vào chỗ cũ. Nhưng khi ấy Sin đã nhận ra tất cả, đến tối Ethan âm thầm đến nơi Nia ở. Nia thấy vậy thì rất vui, tưởng rằng Ethan định cứu mình. Nhưng Ethan lại nói cô phải tiếp tục ở lại đây để giữ Sin lại. Dù rằng Nia không muốn nhưng cũng chẳng có lựa chọn khác. Cô hậm hực rời đi, lúc này Ethan cười mặt nạ ra, hóa ra đây là Sin giả dạng. Mục đích của hắn là để chứng minh suy đoán của mình. Biết được Nia cố tình lừa mình vì Ethan, Sin rất tức giận. Còn Ethan thật đã biết được thân phận của McCoy. Anh giăng bẫy làm ông ta hôn mê trên xe rồi đưa ông ta tới một bệnh viện tương tự, nói rằng McCoy đã bị nhiễm Chimera. Ethan cải trang thành Nekovic, moi được sự thật từ McCoy. Hóa ra ông ta muốn lợi dụng đại dịch Chimera và thuốc giải để kiếm bội tiền. Các bước gồm lây lan bệnh Chimera trước, sau đó bán thuốc chữa siêu lợi nhuận. Nhưng McCoy lại chỉ có virus Chimera, thuốc giải đã bị Nekovic mang đi hết rồi, vậy nên mới tìm tới Sin để mua. Sau khi biết được chuyện về Chimera và mục đích của Sin, Ethan thả McCoy đi. Khi McCoy tỉnh lại thì nhận ra mình bình yên vô sự, ông ta tưởng rằng mọi chuyện ban nãy chỉ là mơ thôi. Qua lần thăm dò khi nãy, Ethan biết được Sin chỉ có thuốc chữa chứ không có mầm bệnh. Tất cả virus gây bệnh đều ở trong nhà máy dược phẩm. Vậy nên anh quyết định sẽ tiêu hủy toàn bộ mầm bệnh Chimera. Vậy thì thuốc chữa của Sin sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Loser điều tra tìm ra được nơi chứa mầm bệnh, nhưng tòa nhà lại được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Sau khi điều tra cấu trúc tòa nhà, họ phát hiện để nuôi cấy virus tốt hơn nên tầng thượng của tòa nhà vẫn hoạt động. Loser có thể hack hệ thống để mở máy ra, nhưng chỉ duy trì được trong 40 giây. Nếu lỗ thời gian thì chuông cảnh báo trong tòa nhà sẽ kêu, họ có thể xâm nhập vào nhân lúc cửa tầng thượng đang mở. Sau khi lên kế hoạch xong, mọi người bắt đầu hành động. Billy lái trực thăng, thả Ethan lên nóc tòa nhà. Loser thì ngồi trong một chiếc xe gần đó chỉ huy. Căn chuẩn thời gian thì hack hệ thống mở cửa ra. Ethan lập tức nhảy xuống, anh lao vào tòa nhà ngay giây cuối cùng cánh cửa còn mở. Cũng trong giây phút cuối, anh thu lại hết được dây thừng. Qua cấp dưới của mình, Sin biết được hành động của Ethan. Hắn ta rất hiểu cách làm việc của Ethan, nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ nhảy từ tầng thượng xuống. Rồi mở máy phát điện, dùng tiếng ồn để giết chết lũ virus. Thế là hắn dẫn một nhóm người bắt đầu hành động. Chúng đánh ngất bảo vệ rồi đi thẳng vào bằng cửa chính. Ethan mặc đồ bảo hộ vào xong, tìm được virus đang được trữ trong tủ kính. Anh khởi động theo thứ tự để phá hoại môi trường nuôi cấy, tiêu hủy toàn bộ virus.
rồi anh đi tìm 3 bình virus còn sót lại. Sau khi tiêu hủy được 2 bình, đang định hủy nốt bình còn lại thì Sin đã đến nơi, bắn cho Ethan ngã nhào ra đất. Thế là Ethan hai tay hai súng, hai bên bắt đầu đánh nhau. Thấy bình virus ở ngay trước mặt mình, Ethan định lấy mất, nào ngờ lại bị tiếp tục tấn công. Sin sợ sẽ bắn trúng bình virus, làm đổ virus bên trong. Hắn vội ngăn tên đàn em lại. Hắn đe dọa Nia lấy virus về đây, Nia lấy xong liền tiêm luôn thuốc vào người. Cứ vậy Sin không dám giết Nia, nếu không thì sẽ để mất 1.100 tỷ. Ethan khởi động bom mình đã lắp đặt từ trước, cứu Nia chuẩn bị rời đi. Nhưng quân của Sin rất đông, Nia bảo Ethan giết mình, vậy thì tất cả virus sẽ bị tiêu hủy. Ethan không nỡ làm vậy, anh hứa sẽ lấy được thuốc giải để cứu cô, rồi anh cho nổ tòa nhà, nhảy khỏi nó. Sin mang thuốc chữa và máu của Nia đã nhiễm bệnh đến trao đổi với McCoy. Bây giờ tất cả virus đã bị tiêu hủy, chỉ còn lại chỗ máu này. Nhân cơ hội này Sin bắt chẹt McCoy. Hắn không lấy chỗ tiền như đã bàn nữa mà lấy 51% cổ phần, bởi vì một khi bệnh dịch lan rộng, chắc chắn thuốc chữa sẽ đắt nhiều tôm tươi, cổ phiếu công ty cũng sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó chúng không chỉ được mỗi chừng này tiền, rồi Sin ra lệnh thả Nia ra ở giữa lòng thành phố. Hắn muốn lợi dụng cô để phát tán mầm bệnh. Dưới sự phối hợp của Billy và Loser, Ethan đến được nơi giao dịch, cho nổ cánh cửa. Sau đó anh bước vào cùng một chú bồ câu trắng. Sin thấy vậy thì nổi giận, đến lúc này rồi mà vẫn không quên ra vẻ. Hắn phái Hugh đi giải quyết Ethan, rồi tiếp tục ép McCoy chuyển cổ phần ngay. McCoy hết cách, đành phải bảo cấp dưới làm. Sau khi Hugh dẫn người xông ra thì lại không tìm thấy Ethan. Lúc này Ethan đang trốn đằng sau chú chim bồ câu trắng, anh lập tức lao ra đánh nhau với Hugh. Ở bên này, Sin nhận được tin Hugh đã chế ngự được Ethan, Hugh đưa Ethan đến trước mặt Sin. Sin trông thấy dáng vẻ nhếch nhác của Ethan thì rất hưng phấn, hắn liên tục sỉ nhục, giày vò anh. Cuối cùng Sin nổ súng bắn chết anh trước mặt mọi người, nhưng bỗng nhiên Sin nhận ra ngón tay úp của Ethan hơi bất thường. Mở mặt nạ hóa ra chính là Hugh, đàn em của mình. Khi ấy Ethan đang cải trang thành Hugh, anh đã lấy được thuốc giải độc và cả máu. Sau khi Ethan chạy ra ngoài, Billy và Loser tới cứu anh. Ethan đang định nhảy lên máy bay, nào ngờ lại bị bắn phá dữ dội. Ethan né được hết, bảo Loser và Billy đi cứu Nia trước, còn mình thì sẽ lái phân khối lớn đuổi theo sau, Sin phái người đuổi theo. Thấy ngày càng đông người bám đuôi, Loser ngồi trên trực thăng dọn dẹp chúng lại cho Ethan. Ethan lao vút qua biển lửa, tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này một chiếc ô tô đã đuổi kịp, đi song song với Ethan. Ethan bắn hỏng một lốp xe thì quay đầu ngay, nổ súng bắt nổ bình xăng. Sau đó lại có thêm một chiếc xe đuổi kịp. Ethan thấy một chiếc xe tải đi ngang qua thì vega cả lốp. Chiếc xe đằng sau không thể thấy phía trước nên ngắm bắn không chuẩn. Bỗng nhiên nó bị cái xe tải đi qua tông trúng. Rồi lại thêm một chiếc xe đuổi tới, Ethan lập tức nổ súng, bắn trúng cả lái xe lẫn tay súng. Chiếc xe mất lái trong chốc lát, lật nhào ra đất. Thấy cấp dưới của mình bị hạ gục từng người một. Sin dẫn giữ lái mô tô đuổi theo, Ethan thấy Sin bắn rất sát vì cố tình dụ hắn ra khỏi đường lớn, rẽ vào bãi cát. Rồi hai người không nói không rằng mà lái xe tông vào nhau một cách ăn ý. Nhầm rồi, là thế này cơ. Chiếc xe bốc cháy trong chớp mắt, Ethan và Sin ngã nhào cùng nhau, khẩu súng cũng rơi xuống đất. Họ bắt đầu đánh tay không, hai người đánh nhau, mày tiến thì tao lùi. Sin thuận tay rút con dao găm ra, hắn rạch lên mặt Ethan rồi hung ác nhào xuống, suýt thì đâm vào mắt, Ethan xoay người, né được mũi dao. Sin thấy mình không trên cơ được bèn đấu võ miệng, hắn ta sỉ nhục Nia. Ethan không nhịn nổi nữa, anh ném con dao đi rồi lại đánh tay không, đấm đá Sin. Sin nhặt khẩu súng dưới đất lên định bắn, Ethan nhanh tay lẹ mắt, bắt đầu mất kiểm soát. Đầu tiên là một cú vật qua vai rồi đá một cú, sau đó anh lại xoay chân. Đầu Sin đập vào tảng đá, hôn mê luôn, Loser đón Nia xong thì tới tìm Ethan. Ethan cầm thuốc giải, chuẩn bị đưa cho Loser. Nào ngờ Sin đã tỉnh lại, cầm súng chĩa về phía Ethan. Ethan nhìn thấy khẩu súng dưới chân thì ném thuốc giải cho Loser. Sau đó anh đá khẩu súng lên, lập tức xoay người nằm xuống, tránh được phát bắn của Sin. Rồi anh bắn liên tục về phía Sin, bắn chết hắn. Sau khi tiêm thuốc giải, Nia đã bình thường trở lại. Nhưng chỉ huy biết cả virus Chimera lẫn thuốc giải đều đã bị tiêu hủy hết thì không vui lắm. Bởi vì nhiệm vụ mà Ethan được giao là mang mẫu virus Chimera còn sống về. Swanbeck muốn biết làm thế nào để tiêu hủy hoàn toàn đóng virus. Ethan nhìn ông chằm chằm, nói rằng lửa là cách tốt nhất. Thật ra khi đó Ethan không lấy hết thuốc kháng độc và cả mẫu máu nhiễm bệnh. Nhưng anh không hề giao cho Swanbeck bởi vì Ethan đâu có biết. Cục tình báo muốn lấy loại virus đó để làm gì, dù vậy Swanbeck vẫn tuân theo thỏa thuận lúc trước. Ông xóa bỏ toàn bộ hồ sơ phạm tội của Nia.
Ethan đã tìm thấy Nia, hai người cùng đi tìm chính mình. Ethan đã có bạn gái mới Julia. Để tận hưởng cuộc sống gia đình tươi đẹp, anh nghỉ việc ở IMF. Một hôm nọ, khi đang tổ chức tiệc tại gia, anh nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Đầu bên kia nói một loạt những thứ lung tung gì đó. Dựa vào kinh nghiệm dày dặn của mình, Ethan đoán là nhân viên của IMF muốn báo gì đó cho anh. Sau đó Ethan vờ như đi mua đá, anh gặp được John, đồng nghiệp cũ ở một siêu thị. Trước khi Ethan giải nghệ, anh từng có một cô học trò tên Lindsay. John phái cô đi theo dõi một vụ buôn lậu vũ khí nhưng lại mất liên lạc. Anh nghi ngờ rằng cô đã bị Owen, ông trùm buôn vũ khí bắt cóc, nhốt ở một nhà máy bỏ hoang ở Berlin. Tin tình báo của Lindsay rất quan trọng, vậy nên nhiệm vụ lần này là giải cứu Lindsay. Ethan vốn không định nhận nhiệm vụ, muốn tận hưởng cuộc sống riêng. Nhưng bây giờ học trò mình gặp nguy, anh cân nhắc mãi, cuối cùng cũng nhận nhiệm vụ này. Anh lưu luyến tạm biệt Julia, viện cớ phải đi công tác đột xuất để lừa cô. Sau đó anh gặp các đồng đội trong nhiệm vụ lần này. Ông bạn già Loser, cậu đặc công trẻ đề Clan và nữ đặc công Gen. Họ tới nhà máy bỏ hoang ở Berlin. Đầu tiên, họ lắp đặt súng tự động khắp nơi quanh tòa nhà. Loser phụ trách ngồi trong xe tải chỉ huy từ xa. Ethan có nhiệm vụ vào nhà máy cứu Lindsay. Gen sẽ lấy dữ liệu máy tính. Còn việc của đề Clan là lái trực thăng giúp đỡ mọi người. Loser dùng máy quét nhiệt tìm ra nơi Lindsay bị nhốt. Ethan vào tòa nhà thật nhanh, tìm được Lindsay. Anh ra hiệu một tiếng, Gen cắt hệ thống điện ngay lập tức. Loser khởi động súng tự động, bắn liên tục vào tòa nhà. Sau một hồi đánh lạc hướng, Ethan đã thừa cơ cứu được Lindsay. Anh tiêm adrenaline cho cô, để Lindsay khôi phục thể lực. Gen vào phòng chỉ huy, định mang máy tính trong đó đi. Nào ngờ cô bỗng nhìn thấy một quả lựu đạn. Gen phản xạ nhanh nhảy ra ngoài, nhưng cái máy tính đã nổ tung. Gen chẳng biết làm sao, đành cầm cái máy tính vỡ tan nát nhảy ra ngoài. Lindsay muốn nói gì đó với Ethan thì bỗng bị tấn công. Lindsay đã thấy phải hơn thì phối hợp với Ethan. Thoát khỏi tòa nhà thành công, nhảy lên nóc xe tải của Loser. Đề Clan đã lái trực thăng tới, họ leo lên trực thăng định rời khỏi đây. Ai ngờ có một chiếc trực thăng khác đang đuổi theo. Đề Clan cất cánh, bay vào một cánh đồng cối xay gió. Bỗng nhiên Lindsay đau đớn vô cùng. Ethan kiểm tra cho cô thì phát hiện não cô đã bị cấy bom siêu nhỏ vào. Trong thời khắc nguy cấp, cái trực thăng nọ bắn loại bom lần theo dấu vết ra. Đề Clan nghiêng đưa máy bay lách khỏi phát bắn. Ethan muốn dùng cách sốc điện làm cho quả bom trong não Lindsay chập mạch để cứu cô. Bỗng nhiên cái trực thăng đang đuổi theo bắn thêm một quả tên lửa. Đề Clan đổi hướng ngay lập tức. Gen suýt thì bị rơi khỏi trực thăng. Ethan vội vàng giữ cô lại. Né được rồi, Ethan phối hợp với Gen để sốc điện Lindsay. Cái trực thăng kia lại áp sát, khóa chết họ. Đề Clan vội bay cao lên. Họ né khỏi phần sốc điện của cô pin gió, trốn thoát thành công. Cái trực thăng đuổi theo họ thì không kịp tránh, đi cả lũ. Nào ngờ chưa sốc điện xong, quả bom siêu nhỏ bị kích hoạt, Lindsay chết tại chỗ. Theodore, lãnh đạo cục tình báo biết họ đã làm nhiệm vụ thất bại thì nổi trận lôi đình. Bởi vì Lindsay được nhận nhiệm vụ này là căn cứ theo đánh giá của Ethan về năng lực của cô. Nhưng thực tế đã chứng minh, Lindsay không hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách thuận lợi. Cô còn bị kẻ khác cấy bom siêu nhỏ vào não mà bọn Ethan lăn xả mãi, nhưng không những không cứu được cô mà máy tính có dữ liệu cũng hỏng. Ông khiển trách Ethan và John. Tham gia tang lễ của Lindsay xong, Ethan nhận được bức ảnh chụp Berlin mà Lindsay gửi anh khi còn sống. Mặt sau của bức ảnh có một chiếc đĩa siêu nhỏ đã được mã hóa, thế là anh đưa cho Loser để thử giải mã. Benji, một thiên tài máy tính khác của cục tình báo, đã khôi phục được một phần dữ liệu của chiếc máy tính đã lấy trộm. Họ biết được Owen sắp tham gia một buổi lễ ở Vatican, có lẽ cũng liên quan đến thứ được gọi là chân thỏ. Mọi người không hiểu chân thỏ là gì, Benji nói tào lao một hồi. Dựa theo suy đoán của anh, thứ này có thể là một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Ethan nghĩ có thể nhân cơ hội này tóm gọn Owen. Anh hỏi về khách hàng và mục đích của chúng. Ethan dặn Benji đừng nói cho John vội để đỡ liên lụy tới ông bạn. Lúc này Julia thấy hơi nghi ngờ, cô nghĩ rằng Ethan không thích mình thật lòng. Để chứng minh bản thân, Ethan tìm một người chứng hôn rồi tổ chức một hôn lễ đơn giản với Julia. Sau đó cả hai không đợi nổi nữa, bước vào con đường làm người lớn. Sau khi thu xếp hậu phương, Ethan cùng các đồng đội ra tiền tuyến. Họ phối hợp với nhau, trà trộn vào thành phố Vatican. Sau khi thấy Owen ở bữa tiệc,
Jen vờ như đang dậm lại lớp trang điểm. Cô dùng camera ẩn quét mọi góc mặt của Owen, lúc rồi nhận được thông tin thì cho làm một cái mặt nạ ra người. Ở buổi tiệc, Jen nhận ra Owen lén lút xách một cái cặp lên. Có lẽ chúng đã lên kế hoạch tỉ mỉ để giao dịch ở đây. Thấy Owen sắp rời khỏi buổi tiệc, Jen vùng lên bất cẩn đổ rượu lên người Owen. Cô muốn tranh thủ thêm thời gian cho Ethan, biết được Owen đang chỉnh lại áo quần trong nhà vệ sinh. Ethan lén lút đi theo lối phụ, leo lên cửa thông với nhà vệ sinh. Anh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Owen, không cho Owen kịp ước nguyện, Ethan đè ông ta xuống đất, lấy dữ liệu giọng nói xong thì cho ông ta một mũi thuốc mê. Loser dựa theo dữ liệu giọng nói để thiết lập máy biến âm. Thấy vệ sĩ của Owen chuẩn bị đi vào kiểm tra, Ethan và Declan hợp sức giấu Owen ở sau cửa. Tên vệ sĩ thấy Owen hơi lạ thì định bước vào. Thầy sắp lộ tẩy, trong giây phút nguy hiểm, máy biến âm đã thiết lập xong, Ethan ngăn tên vệ sĩ lại ngay. Sau khi ra ngoài, anh giả vừa đồng ý với yêu cầu của Jen, đến quán rượu với cô để làm vai chuyện của người trưởng thành. Jen đưa Ethan đến nắp hố ga đã được định vị từ trước. Họ chui xuống cống nước thành công. Lúc này, Jen lấy một cái điều khiển kẹp giữa hai chân ra cho chiếc xe nổ tung. Sau đó, họ đưa Owen đã bị bắt lại cùng rời khỏi Vatican. Sau khi biết được tin này, John nói với Theodore chuyện Ethan bắt được Owen. Mới đầu Theodore thấy khá vui nhưng sau đó lại đăm chiêu. Trên chiếc máy bay áp giải Owen, Ethan muốn hỏi chân thỏ là gì cũng như khách hàng đứng đằng sau. Nhưng con cáo già Owen lại né tránh câu hỏi của anh. Ông ta hỏi ngược lại Ethan có vợ hay người yêu gì không. Nói nếu để người đó rơi vào tay ông ta thì sẽ vắt óc nghĩ cách hành hạ cô. Ông ta còn kể lại những thứ ấn tượng khi tra tấn Lindsay. Ethan không nhịn nổi nữa, anh mở cửa máy bay ra để lừa người Owen ra ngoài. Anh định đe dọa ông ta bằng cách cắt đứt dây thừng để Owen nói sự thật về chân thỏ và vị khách kia. Nhưng dù Ethan uy hiếp thế nào, Owen vẫn không mở miệng. Loser thấy Ethan hấp tấp quá, nghĩ về nhiệm vụ, vội vàng ngăn anh lại. Ethan nén cơn giận kéo Owen trở lại khoang máy bay. Nhờ vào thính giác nhạy bén, nghe tiếng hét của Loser, Owen biết được hóa ra kẻ đóng giả mình tên Ethan. Họ xuống máy bay, chuẩn bị đưa Owen về trụ sở. Lúc này, cái đĩa được mã hóa mà Lindsay gửi cho Ethan đã được giải mã xong. Đó là một video của Lindsay, cô đã dựa vào tín hiệu điện thoại của Owen lần ra được nơi nó gọi đến. Địa chỉ IP chính là ở văn phòng của Theodore. Ngay khi ấy, đoàn xe bị một cái máy bay không người lái bắn phá. Sau một đợt tấn công, một chiếc trực thăng bỗng xuất hiện, ngã đạn vào đám đông. Thấy đối phương quá mạnh, Ethan vội vàng tìm vũ khí dưới gầm xe. Nào ngờ anh bị chúng phát hiện, chúng tiếp tục cử máy bay không người lái đến tấn công. Một nhóm người nhảy từ trực thăng xuống đi cứu Owen. Ethan hoàn hồn, chuẩn bị đánh trả. Nhưng anh lại bị máy bay không người lái nhắm vào. Ethan xoay họng súng, bắn rơi cái máy bay. Đằng này thì Owen đã được cứu ra. Ethan thấy thế thì định nhảy qua ngăn cản nhưng đã muộn, Owen đã lên trực thăng bỏ trốn rồi. Lúc này Ethan đã nhận ra có thể Julia đang gặp nguy hiểm. Anh vội vàng chạy tới bệnh viện nhưng vẫn chậm chân. Julia bị chúng bắt đi rồi. Chính vào lúc này, Ethan nhận được cuộc gọi của Owen. Ông ta bắt anh phải tìm ra chân thỏ, giao cho mình trong vòng 48 giờ. Nếu không thì khó mà giữ nổi tính mạng của Julia. Nào ngờ anh lại bị người của cục tình báo ngăn lại. Lời lý do không phối hợp điều tra để đưa anh về cục. Theodore hả hê một lát rồi sai người nhốt anh lại. Lúc này John giả vờ chết Ethan rồi mấp máy môi nói cho anh vị trí của chân thỏ. John lén lút đưa cho anh một con dao gấp, lợi dụng kẽ hở khi bước vào thang máy. Ethan thoát ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Sau đó, dựa vào tin tức John cung cấp, anh ngụy trang rồi tới Thượng Hải. Trong một căn phòng tồi tàn, anh gặp được các thành viên đã đến đây trước để hỗ trợ. Chân thỏ nằm trong phòng thí nghiệm trên tầng 56 của cao ốc trên đường Hành Sơn, được canh gác nghiêm ngặt khắp nơi. Muốn vào đó trộm đồ còn khó hơn lên trời. Sau một hồi bàn bạc, mọi người không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn. Ethan quan sát xung quanh tòa nhà, quyết định sẽ đánh liều. Sẽ đu thẳng từ tòa nhà bên cạnh sang rồi vào từ nóc tòa nhà. Bàn bạc xong, họ bắt đầu hành động. Jen và Declan cố tình dùng bóng chày để thu hút sự chú ý của bảo vệ trên tầng thượng. Nhân lúc này, Ethan nhảy xuống. Chật một chút rồi anh cũng bám lại được. Trong khi mọi người đang sốt ruột chờ đợi, Ethan đã lấy được chân thỏ một cách thuận lợi, nhảy từ cửa sổ xuống. Mọi người vội vàng lái xe tới giúp. Lúc này dù của Ethan bị mắc vào đèn đường, chân thỏ trong tay anh cũng rơi mất. Ethan chạy giữa đường cái lùn ngược xe, cuối cùng cũng nhặt lại được chân thỏ.
Ngay khi ấy, Declan lái xe tới nơi, đón Ethan chuẩn bị rời khỏi đây, thấy thời hạn Owen đặt ra ngày càng gần. Ethan vội vàng gọi điện cho Owen nhưng sóng yếu quá. Lúc nguy cấp, bảo vệ của tòa nhà cũng đã đuổi theo, bắn liên tục vào họ. Hai bên bắn nhau một hồi, Ethan bắn nổ một chiếc xe, nhóm được vào. Trong 5 giây cuối cùng, điện thoại đã kết nối. Sau khi được báo địa điểm giao hàng, Ethan báo tin cho John. Nói cho John cả mã của thiết bị định vị lắp trên chân thỏ. Vậy thì sẽ biết được vị trí của chân thỏ bất cứ lúc nào. Đến nơi an toàn rồi thì Ethan tạm biệt các thành viên trong đội. Bởi vì Owen đã chỉ định chỉ có một mình Ethan đi giao dịch với ông ta, Ethan đi một mình theo chỉ dẫn, uống thuốc mê. Khi tỉnh lại, anh nhận ra mình đã bị trói. Sau đó có một kẻ cấy bom siêu nhỏ vào mũi Ethan, giống hệt với thứ chúng đã làm với Lindsay. Owen lôi Julia ra, đe dọa Ethan nói ra chân thỏ thực sự đang ở đâu. Lúc này Ethan hơi hoảng, rõ ràng anh đã đưa chân thỏ cho chúng rồi. Thực ra Owen cố tình nói dối Ethan, bởi vì ông ta không biết liệu Ethan có đưa chân thỏ giả để lừa mình hay không. Vậy nên Owen cố tình lừa anh, Ethan chẳng biết phải làm sao, anh bắt đầu nói năng không mạch lạc. Owen không nói không rằng, nổ súng thủ tiêu Julia. Thấy vẻ hoảng loạn của Ethan, Owen mới chắc chắn Ethan đưa cho mình hàng thật. Trong khi Ethan đang hốt hoảng, John bỗng xuất hiện, nói rằng Julia chưa hề chết. Cô gái này là trợ lý của Owen. Nếu Ethan muốn gặp Julia thì phải nói cho chúng biết tin tức có trong cái đĩa mà Lindsay gửi cho anh. John muốn xác nhận xem Lindsay đã biết âm mưu của mình chưa, liệu có để lộ danh tính của mình không. Lúc này Ethan đã hiểu ra, hóa ra kẻ đứng đằng sau tất cả là John. John báo cho Owen chuyện Lindsay đang theo dõi ông ta nên cô mới bị bắt, sau đó dùng thông tin giả để Lindsay lầm tưởng Theodore đã phản bội tổ chức. Mục đích của John là lợi dụng Owen để bán chân thỏ cho khách hàng Trung Đông, muốn nghe xem Julia có còn sống thật hay không. Nhân cơ hội đánh ngất anh ta rồi giật cây bút máy, mở khóa còng tay. Rồi cầm điện thoại của John gọi điện thoại cho Benji, bảo anh tra địa chỉ số điện thoại cuối cùng mà John gọi. Bởi vì cuộc gọi cuối cùng là gọi cho Julia, chỉ cần tra ra vị trí của số điện thoại thì có thể tìm ra Julia. Benji kiểm tra, phát hiện vị trí gọi điện rất gần Ethan. Dưới sự hướng dẫn của Benji, Ethan chạy dọc phố cổ cuối cùng cũng tìm được Julia. Chính vào lúc này, Owen đột nhiên nhảy ra bắt đầu hẹn giờ bom mini. Ethan thấy đau đầu vô cùng. Owen nhận cơ hội đánh và đá anh, sau đó đưa Ethan đến trước mặt Julia, định đánh chết anh trước mặt Julia. Ethan chịu nỗi đau, đẩy Owen ra, sau đó hai người ôm nhau ngã ra ngoài. Lúc này, một chiếc xe lao về phía họ. Ethan nhanh tay lẹ mắt, thấy quả bom nhỏ trong đầu sắp phát nổ. Ethan vừa tự chế máy điện giật, vừa dạy Julia làm sao dùng súng. Bởi vì bọn John đang ở lân cận, sau khi chế tạo xong, Julia bắt đầu khởi động điện giật, Ethan lập tức bị ngất đi. Chính vào lúc này, có người đuổi đến, Julia bắn bừa bất chấp tất cả, vừa hay lại xử John. Trải qua cấp cứu của Julia, Ethan cuối cùng cũng tỉnh lại. Thấy tác phẩm của Julia trước mắt, anh cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, anh không chút che đậy, nói thân phận đặc công của mình cho Julia biết. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Ethan với các công sự chào tạm biệt nhau, đưa theo Julia cùng nhau đi tìm bản thân. Vì cố ý giết người nên Ethan bị nhốt vào nhà tù của Nga, nhưng trước mắt IMF có nhiệm vụ cấp bách, vì thế đã phái Benji và Carter đi giải cứu Ethan. Benji xâm nhập vào hệ thống nhà tù, mở hết tất cả cửa phòng giam, nhà tù lập tức thành mớ hỗn loạn. Sau khi nghe thấy tín hiệu, Ethan đưa theo một tù nhân đến địa điểm đã định, Carter ở dưới nước mở đường cho họ, đám người thành công chạy thoát. Lần này đến giải cứu Ethan là vì một nhiệm vụ bí mật. Trước đó, Carter và Benji cùng với đặc công Trevor phối hợp cùng nhau để đi lấy một tài liệu tuyệt mật. Sau khi Trevor suôn sẻ lấy được tài liệu, không muốn bị nhóm người khác đuổi theo. Chưa đợi Carter và Benji đến ứng viện, Trevor đã bị nữ sát thủ bắn chết, tài liệu cũng bị cướp đi. Đây chính là mật mã phóng bom hạt nhân của Nga. Sau khi nghe xong, Ethan nhận ra đại sự không hay. Theo thông tin mà IMF nắm rõ, có một người biệt danh Coban là một kẻ cuồng bom hạt nhân cực đoan. Mục đích của hắn ta là kích nổ quả bom bằng mọi giá, đám người đến một buồng điện thoại bí mật. IMF lại lần nữa giao gói nhiệm vụ cho Ethan, bảo anh giả dạng thành sĩ quan của Nga, đột nhập vào kho lưu trữ của Kremlin, lấy tư liệu thân phận thật sự của Coban. Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ, theo thiết lập trước đó, tin nhắn sẽ tự động bị hủy trong 5 giây. Ethan đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, vì thế anh phá bằng thủ công. Nhiệm vụ bắt đầu, Carter dùng bóng hydro để thả thứ gì đó giống như thiết bị gây nhiễu, giúp Ethan và Benji vượt qua lính canh. Sau khi tìm được vị trí của kho lưu trữ, hai người mở ra một màn phản quang, lừa ánh nhìn của lính canh từ từ tiến gần. Nguyên lý của màn phản quang ẩn hình này có lẽ là lợi dụng máy tính bảng, khuếch đại hình ảnh 3D.
Sau đó thông qua ống kính chụp lại ánh mắt của người quan sát, mô phỏng với cảnh vật thể người quan sát nhìn thấy, từ đó đạt được hiệu quả ẩn hình. Ở giữa, lúc Benji kiểm tra tiến độ ghi hình thì suýt bị lộ, sau khi kết xuất mô hình, Ethan đột nhập vào kho lưu trữ. Sau một hồi kiểm tra, không thấy hồ sơ của cô Ban. Chính vào lúc này, một giọng nói lạ xâm nhập vào kênh liên lạc của họ, làm kinh động đến lính canh. Xem ra có người đã biết hành động của họ, Ethan ra lệnh ngừng kế hoạch, chia nhau rút lui. Các lính canh đến trước màn hình, lúc này, do người đông ống kính không chụp chính xác được nên bắt đầu nháy. Ethan giả vờ bình tĩnh, thoát ra từ lối đi bí mật, thay quần áo xong, chuẩn bị rời đi. Lúc này anh phát hiện một người cầm tài liệu trên tay, hành vi khác lạ. Định chạy theo thì có một vụ nổ dữ dội trong điện Kremlin, Ethan cũng bị bom nổ ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Ethan đang nằm trong bệnh viện và bị giam trên giường bệnh. Một đặc vụ người Nga, Anatoly, tìm được nội dung truyền tin của họ trong kho lưu trữ. Cho rằng Ethan chính là thủ phạm lên kế hoạch nổ cung điện Kremlin, Ethan thấy chuyện không hay. Nhân lúc Anatoly không chú ý, anh trèo lên cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống. Anatoly cho rằng khoảng cách mặt đất quá cao, Ethan sẽ không nhảy xuống. Vào lúc này, một chiếc xe đi qua, Ethan không nói lời nào, lấy ván cầu làm bàn đạp, thuận lợi rơi xuống đất. Anatoly nhìn thấy thì vội vàng đuổi theo. Trên đường, Ethan mượn gió bẻ măng, thay một bộ đồ mới, tìm được cấp trên của anh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ ông biết được, người đã gặp Ethan ở Điện Kremlin chính là cô Ban, Ethan lập tức cảm thấy sự việc không hay. Cô Ban đã lấy đi thiết bị phóng hạt nhân, sát thủ Moro đã có được mật mã phát nổ. Nếu như hai người họ hợp lại thì sẽ là một trận chiến hạt nhân. Ethan muốn thỉnh cầu Bộ trưởng thông báo trước cho Nga để tránh cuộc khủng hoảng này. Nhưng Bộ trưởng cho rằng Nga chắc chắn không tin lời họ nói vì họ nghĩ người Mỹ đã cho nổ cung điện Kremlin. Mà người đứng đầu tất cả đều sẽ chỉ về cơ quan tình báo IMF. Tổng thống đã ký hiệp định mà IMF trở thành một tổ chức không tồn tại. Hiệp định này chính là nói IMF trở thành vật tế của chính phủ, không còn được bảo vệ và hỗ trợ bởi chính phủ. Mệnh lệnh mà Bộ trưởng nhận được vốn là đưa Ethan quay lại Mỹ, còn đưa cho anh một tài liệu bí mật. Vào lúc này, xe của họ bị phía Nga tấn công, Bộ trưởng và tài xế đã hy sinh, cả chiếc xe lật nhanh xuống sông. Ethan và Brent định bơi lên bờ nhưng không ngờ bị hỏa lực bắn. Ethan có một kế hoạch, bỏ một phao sáng vào người tài xế đã chết, lợi dụng ông ta để đánh lạc hướng hỏa lực. Ethan và Brent nhân cơ hội chạy thoát, sau đó hai người đến cơ sở bí mật tụ họp với Benji và Carter. Từ tài liệu mà Bộ trưởng cung cấp thì biết được cô Ban là một kẻ cuồng hạt nhân cực đoan. Anh ta luôn thử phá hủy thế giới hiện tại bằng bom hạt nhân, sau đó cải tổ lại để có được một thế giới hoàn toàn mới. Anh ta cho rằng như vậy mới là hòa bình lớn nhất của con người, đây không phải bị điên sao. Theo tình báo có được trước mắt, sát thủ Moro sắp vào tháp Burj của Dubai. Cô Ban phái Wiz trộm dùng kim cương để mua mật mã từ cô ta. Một khi bọn họ trao đổi thành công, thế giới sẽ đối mặt với cuộc chiến tranh hạt nhân diệt vong. Vì vậy, nhiệm vụ của họ là ngăn chặn cuộc giao dịch, đánh cháo mật mã, sau đó khởi hành đi Dubai. Theo kế hoạch, đặc công Carter phụ trách cải trang thành sát thủ Moro đi gặp Wiz trộm thật. Benji giả thành Wiz trộm Brand làm trợ lý đi gặp Moro thật, từ đó trao đổi tài liệu mật mã. Nếu như thành công hoàn thành nhiệm vụ, thì đầu tiên phải khống chế thang máy và camera giám sát để đối phương tin mình vào là phòng đã hẹn trước đó. Nhưng Benji phát hiện tường lửa phòng máy ở đây là cấp quân sự, muốn giải thì phải cần rất nhiều thời gian, mà Wiz trộm cũng sắp đến rồi. Cách tốt nhất là có thể trực tiếp gỡ nối máy tính cắm vào máy chủ phòng này, như vậy có thể nhanh chóng đột nhập hệ thống khống chế thang máy và camera giám sát. Benji ném cho Ethan một đôi găng tay có thể dùng nó để trèo trên kính. Ethan mặc trang bị xong, chuẩn bị hành động. Sau khi đến tầng mục tiêu, chuẩn bị cắt kính. Không ngờ trang bị mắc lỗi, Ethan suýt rơi xuống lần nữa. May mắn không có nguy hiểm, anh đá vỡ kính vào phòng máy. Sau khi cắm mối nối, Benji giành được quyền kiểm soát thang máy và camera giám sát. Sau đó bắt tay vào đổi số phòng, lúc này Jen phát hiện Moro đã vào thang máy trước. Tình hình cấp bách, Ethan dùng dây thừng nhảy ra bên ngoài, chạy trên tường. Không ngờ dây thừng không đủ dài, không thể đến trong phòng. Ethan nảy ra một ý tưởng, lần nữa sử dụng kiến thức vật lý của mình. Brent đeo kính áp tròng có gắn máy ảnh, có thể photo ra tài liệu nhìn thấy bất cứ lúc nào. Carter bỏ máy in vào hộp trao đổi. Như vậy, Brent có thể theo tài liệu nhìn thấy, photo ra mật mã không theo thứ tự, thuận lợi đánh cháo. Sau khi sắp xếp xong, Wiz trộm đến Burj Khalifa, nhưng bên cạnh lại có thêm một nhân viên giám định mật mã. Grant cảm thấy chuyện không hay, một khi nhân viên giám định phát hiện mật mã sai, vậy thì họ sẽ tiêu tùng. Lúc mọi người đang hoảng loạn, Ethan đưa ra một kế hoạch, bảo Benji lập trình lại máy ảnh kính áp tròng đưa mật mã thật cho Wiz trộm, sau đó theo dõi anh ta để tìm ra cô Ban.
Gra nhất quyết ngăn lại vì như vậy quá mạo hiểm. Và lúc này mặt nạ họ in bị thất bại. Đúng là họa đến dồn dập, không có hỗ trợ trang bị của chủ sở chính, bọn họ chỉ có thể tự mình hành sự. Ethan muốn mạo hiểm, không đeo mặt nạ trực tiếp đi thực thi nhiệm vụ. Đặt cược là đối phương chưa từng gặp nhau, sự việc đến nước này chỉ có thể như vậy. Mong ước đeo mặt nạ của Benji lần nữa tiêu tan. Không ngoài Ethan dự đoán, họ quả nhiên chưa từng gặp mặt. Ethan lấy mật mã giám định làm cớ, bảo Moro đưa văn kiện mật mã cho Brent kiểm tra. Brent lợi dụng máy chụp kính áp tròng sao chép văn kiện về hộp của Carter. Whis trộm lấy ra kim cương xong, định xem qua mật mã. Vào lúc này, Benji nhân viên giám định giả nhân cơ hội lấy kim cương đi, đưa đến phòng của Ethan. Sau khi Brent trộm hết tất cả nội dung văn kiện, Whis trộm vừa hay mở cái vali ra. Sau khi được nhân viên giám định mật mã xác nhận thì tức tốc rời đi. Trước khi đi hắn ta thủ tiêu luôn nhân viên giám định mật mã. Bên này Moro lấy được viên kim cương phát hiện ra mắt kính của Brent. Thời khắc khẩn cấp, Ethan và Brent phối hợp đánh nhau với cấp dưới của Moro. Moro tranh thủ thời cơ chạy trốn, Carter nghe thấy xong vội vàng ngăn cô ta lại. Do tài liệu ban nãy được in ra có bôi chất liệu đặc thù, có thể theo dõi ở cửa lỵ gần. Sau khi xong việc, Ethan dựa theo định vị bắt đầu truy đuổi Whis trộm. Không ngờ rằng bị đặc vụ người Nga Anatoly phát hiện dự định bắt anh quay về. Ethan thấy Whis trộm sắp chạy thoát không kịp giải thích, trực tiếp vật ngã đám người Anatoly tiếp tục truy đuổi. Bên này Moro tranh thủ chạy thoát, Carter đã nhìn cô ta không vừa mắt từ lâu, chính cô ta đã giết người cô yêu đặc vụ Trevor. Hai người đánh nhau một trận. Carter vô ý đạp Moro rơi khỏi tòa nhà. Trong lúc Ethan truy đuổi, đột nhiên có một cơn bão cát ập tới, Ethan nhảy lên nóc xe của Whis trộm giằng co với hắn ta, không cẩn thận xé một lớp mặt nạ ra người, thì ra hắn không phải Whis trộm. Ethan cướp một chiếc xe tiếp tục truy đuổi, theo chỉ dẫn của tín hiệu theo dõi trực tiếp tông thẳng đối phương. Lúc này Whis trộm leo lên một chiếc xe chạy thoát, có một người tháo mặt nạ ra, thì ra chính là cô bạn. Sau những vụ thất bại, Ethan dựa vào kinh nghiệm cho rằng trong đội có kẻ phản bội. Thế là anh bắt đầu thăm dò người gia nhập sau là Brent. Quả nhiên Brent không phải là sĩ quan tham mưu gì cả mà là một đặc công. Nhưng mục tiêu của anh ấy và Ethan giống nhau, đều là ngăn chặn chiến tranh hạt nhân xảy ra. Ethan bí mật liên hệ với người cung cấp thông tin, anh một mình xuất phát đi gặp anh ta. Sau khi Ethan đi, Brent nói với Carter và Benji về thân phận thật sự của mình. Anh từng được phải đến Croatia để bảo vệ một cặp vợ chồng. Có một ngày anh biết được có người muốn thủ tiêu cặp vợ chồng này, nhưng cấp trên lại ra lệnh anh không thể tự ý nói cho bọn họ. Kết quả dẫn đến người vợ bị sát hại, mặt bị hủy hoại toàn bộ. Brent chứng kiến hết thảy cảm thấy vô cùng áy náy, quyết định không tham gia vào công việc bên ngoài nữa. Cho đến khi anh ấy gặp Ethan, phát hiện ra Ethan chính là người chồng đã mất đi vợ của mình. Bởi vì cái chết của vợ khiến cho anh tàn khốc, trả thù mấy tên hung thủ nước ngoài. Cuối cùng bị bắt vào một nhà tù ở Nga. Người Ethan bí mật liên hệ là Bọ Dân, chính là người anh đã cứu khỏi nhà tù ở khúc đầu. Anh họ của Bọ Dân là một tên buôn vũ khí. Ethan nói rõ chuyện chiến tranh hạt nhân cho anh ta. Người buôn vũ khí này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nên đã nói cho Ethan phía Nga từng bí mật bán cho Mumbai một vệ tinh quân sự bị loại bỏ. Người mua vệ tinh này là ông trùm truyền thông ở Ấn Độ BRGGNAT. Coban có khả năng sẽ lợi dụng vệ tinh này để phóng tên lửa hạt nhân. Muốn ngăn cản hắn ta thì phải tắt cái vệ tinh này trước. Ethan biết được tin đưa theo đội nhỏ xuất phát đến Ấn Độ. Bọn họ vừa xuất phát thì tên này lại nói hành tung của đám người Ethan cho Anatoly. Sau khi đến Mumbai, đám người Ethan bắt đầu lên kế hoạch hành động. Muốn tắt vệ tinh chỉ có thể thông qua máy chủ ở mặt đất, nhưng mật mã để truy cập vào hệ thống máy chủ chỉ có BRGGNAT biết. Thế là Carter phụ trách dụ dỗ BRGGNAT để có được mật mã. Brent mặc một bộ đồ kim loại đặc chất phối hợp với Benji để cướp lấy quyền khống chế máy chủ, sau đó sử dụng mật mã vào hệ thống tắt vệ tinh. Sau khi lên kế hoạch xong, bọn họ bắt đầu hành động. Brent có chứng sợ độ cao nên chần chừ mãi không dám nhảy xuống. Dưới sự thúc giục của Ethan, anh ấy bật lực nhảy xuống. Benji hack vào hệ thống máy chủ, tắt miếng tán nhiệt đi. Sau đó lợi dụng từ trường đẩy Brent đến trung tâm máy chủ, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn thiếu mật mã. Bên này Carter chơi trò thao túng tâm lý, BRGGNAT quả nhiên cắn câu, nhưng tên này lề mề cũng bắt đầu chơi đủ trò thao túng. Carter lập tức không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp đánh ngã hắn hỏi mật mã. Nhưng Brent còn chưa kịp nhập mật mã thì máy chủ xuất hiện trục trặc, cắt đứt kết nối với vệ tinh, miếng tản nhiệt cũng khởi động lại. Thì ra là Coban đã đến một đài truyền hình trực tiếp sử dụng virus để cắt liên kết giữa máy chủ và vệ tinh. Benji dựa vào tín hiệu tìm thấy vị trí của Coban. Ethan dẫn theo Carter xuất phát đến đài truyền hình. Bên này miếng tản nhiệt xoay tròn nhanh chóng khiến Brent rơi vào nguy hiểm.
Benji chỉnh tốc độ gió lên mức cao nhất, Grant nhờ sức gió và lực từ trường cấp tốc nhảy lên trên. Cô ban lệnh cho Whis trộm nhập lại các quân sự của vệ tinh, sau đó cài đặt mật mã xác nhận mới ngăn cách tín hiệu với tàu ngầm, khiến cho các sĩ quan trong tàu ngầm không cách nào liên hệ trực tiếp được. Bộ Tư lệnh Trung ương Nga sau khi đã sẵn sàng tất cả ra lệnh bắn đầu đạn hạt nhân. Lúc này bên phía Ethan bị chặn ở trên đường. Nghe thấy đầu đạn đã bắn ra muốn chớp lấy cơ hội cuối cùng. Đó chính là ấn nút tắt đầu đạn hạt nhân ngăn cản nó phát nổ. Cô ban thấy phía Ethan đuổi tới ra lệnh cho cấp dưới phá hủy máy chủ. Carter tiến lên ngăn cản không ngờ lại bị trúng đạn. Benji và Brent đến tiếp ứng kịp thời. Ngay lúc này, Whis trộm đã cắt đứt nguồn điện. Muốn ấn nút tắt đầu đạn cần phải dùng đến máy chủ này để giải mật mã sau đó nhấn nút ngừng. Thế là Brent thử khôi phục lại nguồn điện, còn Benji thì tranh thủ sửa máy chủ. Một mình Ethan đuổi theo cô ban, đi đến một nhà để xe hai người tranh cướp vali đầu đạn. Chiếc vali sau mấy lần rơi rớt cuối cùng rơi vào trong tay Ethan. Không ngờ rằng cô ban đột nhiên xuất hiện cướp lấy cái vali. Ethan không nhường nhịn trực tiếp bẻ gãy tay của hắn ta. Cô ban đá cái vali xuống gầm xe, hai người lại tiếp tục giằng co ở dưới gầm xe. Hắn dứt khoát đẩy chiếc vali xuống tầng dưới rơi trên một ô đậu. Thấy ô đậu sắp đi lên, Ethan vội vàng chạy qua đó. Cô ban nhìn thấy tiến lên cướp vali đi, sau đó trực tiếp ôm vali nhảy xuống dưới. Ethan thấy hắn liều mạng như thế cũng không chịu yếu thế. Anh ngồi lên một chiếc xe trực tiếp chạy xuống phía dưới. Bên này Brent đang muốn khởi động lại nguồn điện, không ngờ Whis trộm đột nhiên xuất hiện, hai người đánh đấm một phen. Ethan sau khi tỉnh lại tìm thấy được cái vali lập tức ấn nút ngừng, nhưng không hề có tác dụng bởi vì Brent vẫn chưa khởi động lại được nguồn điện. Benji sửa xong máy chủ thì tiến lên hỗ trợ cho Brent, trực tiếp nã súng hạ gục Whis trộm. Sau đó Brent khởi động nguồn điện, Carter cũng đưa ổ cứng vào trong máy chủ. Ethan không ngừng nhấn nút, cuối cùng vào giây phút then chốt đã tắt được đầu đạn. Đầu đạn mất đi động lực rơi xuống biển, nguy hiểm đã được loại bỏ. Anatoly cũng tìm thấy Ethan, biết được rằng Ethan không phải phần tử khủng bố. Lúc đầu cũng chính là do Ethan bảo người buôn vũ khí kia thông báo cho Anatoly, để anh ta cố ý tìm đến mình như vậy có thể làm chứng cho sự trong sạch của anh. Nhiệm vụ hoàn thành nhưng vì có rất nhiều người nhìn thấy có thứ rớt xuống biển. Vì để loại trừ nghi ngờ của mọi người, Loser trợ giúp bọn họ tạo nên một số tin tức giả để lừa dối người dân. Brent cũng nói hết áy náy trong lòng ra cho Ethan, nói rằng anh ấy vốn phải bảo vệ vợ của Ethan nhưng đã thất bại. Lúc này Ethan nói cho anh ấy biết về chân tướng thật sự, thật ra vợ của anh Julia vẫn còn sống. Lần hành động đó vì bảo vệ Julia nên đã giảm mạo cái chết của cô. Anh chủ động vào tù mục đích để điều tra về tình hình của cô ban. Mà trong lúc quan sát thì quen biết được bọn dân chính là người cung cấp thông tin. Ethan thông qua anh ta bí mật gặp được người buôn vũ khí nhận được thông tin liên quan đến vệ tinh. Brent nghe xong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đồng ý gia nhập đội của Ethan. Ethan nhìn về Julia ở phía xa vì sự an toàn của cô nên anh bắt buộc phải rời xa bởi vì phía trước còn có nhiệm vụ nguy hiểm hơn đang đợi anh. Một chiếc máy bay chứa vũ khí sinh hóa sắp cất cánh. Thời khắc then chốt, Ethan nhảy lên bên hông của máy bay, trèo lên cửa khoang. Thấy máy bay ngày càng lên cao, Ethan đang gặp phải nguy hiểm. Benji với sự trợ giúp của Loser mở cửa khoang từ xa. Ethan lập tức bị hút vào trong khoang máy bay thành công cướp đi vũ khí, mà đứng đằng sau lô vũ khí này là một tổ chức bóng tối tên Syndicator. Tổ chức này chuyên thực hiện các hoạt động tấn công khủng bố ở khắp nơi trên thế giới. Ethan đi đến một tiệm đĩa là một chủ sở bí mật. Thông qua một loạt ám hiệu, anh nhận được nhiệm vụ mới mà IMF giao cho anh từ một nhân viên nữ, không ngờ rằng nhiệm vụ này đã bị Syndicator nhúng tay vào. Chúng uy hiếp Ethan không được đi điều tra về Syndicator nữa nếu không sẽ bị báo thù, bởi vì Syndicator đã nắm lòng những thông tin cá nhân của Ethan. Ethan nghe xong lập tức kinh ngạc, sau đó tài liệu nhiệm vụ tự động tiêu hủy, nhưng không giống với những lần trước, lần này lại phóng ra khí độc. Ethan bị nhốt trong căn phòng, một người đàn ông đeo kính thủ tiêu nhân viên nữ ngay trước mặt Ethan. Ethan cũng bị khí độc làm cho hôn mê. Khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đang bị trói tại một căn phòng tối. Có một người phụ nữ tên Isa đang tính tiêm thuốc cho Ethan để xui dục anh. Đột nhiên có một tên đô con tự dưng là bác sĩ chỉnh hình xông vào chuẩn bị dùng phương pháp phẫu thuật để đối phó với Ethan. Bởi vì hắn là sát thủ hàng đầu của ông chủ, hắn sợ một khi Ethan bị thuyết phục thì không thể giữ vị trí của mình được nữa. Isa lén lấy ra một cái chìa khóa, Ethan nhìn thấy xong dường như hiểu ra điều gì đó, tranh thủ lúc tên Winter không để ý anh đá ngất hắn. Isa lập tức thảy chìa khóa cho Ethan, sau đó nhanh chóng ra tay giải quyết những tên khác. Ethan thấy Ilsa không địch lại nhanh chóng nhảy ra khỏi cái cột. Hai người phối hợp với nhau xử lý hết những tên sát thủ khác rồi thả Ethan ra. Nhưng Ilsa lại không rời đi bởi vì cô vẫn còn nhiệm vụ khác. Thấy tên bác sĩ sắp đuổi tới, Ethan cũng không kịp hỏi nhiều tức tốc rời khỏi hiện trường.
cục trưởng CIA do không hài lòng với tác phong hành động của tiểu đội IMF. Do bọn họ thường làm trái lệnh tự ý hành động, tin tức cũng rất mơ hồ. Ông ta khiếu nại lên ủy ban yêu cầu giải tán tổ chức này. Grant tham gia phiên điều trần ra sức bảo vệ IMF nhưng không thành công, bất lực anh chỉ có thể đồng ý gia nhập vào CIA. Ethan thoát ra ngoài bí mật liên lạc với Brent, biết được IMF đã bị giải tán còn anh thì trở thành tội phạm truy nã. Nhưng vì để có thể biết rõ về syndicator cùng tên đeo mắt kính kia, Ethan chỉ có thể vừa trốn khỏi sự truy lùng của CIA vừa bí mật điều tra. Thông qua sự trợ giúp ngầm của Benji, Ethan biết được tên đeo kính đó là mấu chốt để điều tra về syndicator mà hắn ta sắp đến Việt Nam để xem một buổi nhạc kịch. Ethan bí mật đưa cho Benji một tấm vé nghị tạo thành trúng thưởng. Sau đó lui kéo Benji đến Việt Nam để anh ta giúp mình tìm tên đeo mắt kính. Buổi nhạc kịch này không giống với bình thường vì thủ tướng của Áo cũng đến hiện trường. Benji lén lút đi đến phòng máy, dễ dàng khống chế tất cả các camera. Sau đó anh ta bắt đầu lục tìm hành tung của tên đeo kính. Lúc này Yusa mặc một bộ váy dự tiệc màu vàng đến nhà hát. Mục đích đến của cô là sát hại thủ tướng. Thông qua camera, Benji phát hiện có một kẻ khả nghi. Ethan theo đó đi đến phát hiện ra có một người đang trèo lên nóc nhà hát, bắt đầu giáp súng để ám sát thủ tướng. Ethan lập tức tiến lên ngăn cản, hai bên lao vào đánh nhau, thông qua kính áp tròng của tên kia, tên đeo mắt kính nhìn thấy Ethan. Thật ra tên đeo kính không hề đến hiện trường. Bên này Yusa cũng lắp ráp súng ống rồi tìm chỗ đánh dấu ở trong bàn nhạc. Vươn đôi chân dài của mình ra nhắm chuẩn vào thủ tướng, trong lúc đánh nhau Ethan hơi bị thất thế. Tên bắn lén lấy ra một cái dao găm, Ethan thấy thế thì lợi dụng dây thừng trở tay đâm hắn. Một bên khác, có một tên sát thủ đóng giả thành bảo vệ đang tiến vào phòng chỉnh đèn. Hắn ta lấy súng ra nhằm chuẩn vào thủ tướng. Đúng lúc này Ethan phát hiện ra Yusa cũng đang nhắm vào thủ tướng, nhưng anh chỉ có một viên đạn nên dành cho ai đây? Thấy khúc nhạc sắp đến cao trào, Yusa chuẩn bị ra tay. Trong tình huống khẩn cấp, Ethan nghĩ ra một cách, trực tiếp bắn trúng thủ tướng. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, các vệ sĩ tiến lên hộ tống thủ tướng ra bên ngoài. Do Ethan can thiệp vào nên Yusa không thể bắn trúng thủ tướng. Bên này, tên bảo vệ giả phát hiện ra Yusa đang định nổ súng. Benji phát hiện ra hành tung của hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hai người lao vào đánh nhau, Yusa phát hiện thì nổ súng bắn tên bảo vệ giả. Benji thấy xong cứ tưởng Yusa muốn nổ súng về phía mình. Thầy sắp bị lộ hành tung, Yusa vội vàng chạy trốn, nhưng lúc này bên trong nhà hát đầy áp bảo vệ. Ethan kịp thời xuất hiện đưa cô lên nóc nhà rồi cùng nhau trượt xuống. Thủ tướng ngồi lên xe được bảo vệ rời khỏi nhà hát, nhưng không ngờ rằng trên xe đã cải sẵn bom, thủ tướng cuối cùng vẫn bị sát hại. Trong lúc hỗn loạn, Benji lái xe đến đón Ethan. Sau khi hai người lên xe, Ethan nghi ngờ về thân phận của Yusa. Thế là bắt đầu lục soát trên người cô tiện, tay lấy một cây son chiếm làm của riêng. Thì ra Yusa là đặc công của anh, được phái đến làm gián điệp bên người tên đeo kính để điều tra thông tin. Nhưng lần trước do tự ý thả Ethan đã khiến tên đeo kính bắt đầu nghi ngờ cô, vì để chứng minh sự trung thành của mình lần này được đặc phái đi giết thủ tướng. Mà hai tên sát thủ còn lại chính là tên đeo kính muốn đảm bảo. Một khi Yusa không thể thành công thì hai tên đó sẽ tự hành động. Một tên ám sát thủ tướng, tên còn lại ám sát Yusa. Để đảm bảo không thể thất bại, tên đeo kính đã phái người lắp bom ở trên xe từ trước. Cho nên Yusa có thành công hay không thì thủ tướng vẫn sẽ đi chầu Diêm Vương. Lúc này có một đám người đuổi theo không ngừng nổ súng về phía bọn họ. Đám đó chính là cấp dưới của tên đeo kính, để không bại lộ thân phận Yusa đã giả vờ nhảy khỏi xe chạy trốn. Ethan trong lúc điều tra tư liệu phát hiện ra, hai tên sát thủ ban nãy ở nhà hát đều là những đặc công đến từ các quốc gia khác nhau đã được ghi chú là đã chết hoặc mất tích. Xem ra syndicator thuê rất nhiều cựu đặc công của các chính phủ để làm việc cho mình. Giống như một tổ chức lính đánh thuê đặc biệt nhằm vào chính phủ các nước tạo nên các sự kiện khủng bố. Lúc này anh nhớ đến mình có lấy được của Yusa một cây son. Dựa vào trực giác nghề nghiệp, Benji nhìn ra đây rõ ràng là một cái USB. Thế là thông qua thông tin của USB, bọn họ tìm thấy được vị trí của Yusa. Thật ra tất cả đều là do Yusa sắp xếp từ trước, cố ý dụ phía Ethan đến Maroc. Cục trưởng CIA biết được về vụ tấn công ở Việt Nam, cho rằng Ethan và Benji không thoát khỏi liên can. Quyết định phái đội đặc nhiệm đi truy lùng Ethan, lúc khẩn cấp có thể trực tiếp bắn hạ. Grant thấy Ethan và Benji gặp nguy, thế là tìm đến Loser cùng nhau hỗ trợ cho hai người họ. Loser dựa theo hai bức chân dung mà Ethan để lại đoán rằng Ethan đang ở chung với người con gái này. Thế là thông qua nhận diện gương mặt phát hiện lần cuối cô xuất hiện là ở sân bay Casablanca của Maroc. Thế là anh ấy cùng Grant xuất phát đi tìm Ethan và Benji. Ethan từ lời của Yusa biết được tên mắt kính anh luôn tìm kiếm. Chính là người sáng lập ra syndicator tên Solomon Land, trước kia hắn ta là một đặc công của anh.
sau này lại làm trái lệnh cấp trên tự ý thành lập nên Sindicator, USA được phái đến làm gián điệp. Có danh sách này thì có thể chứng minh các tội ác của Sindicator, từ đó khiến nó tan rã. Nhưng máy tính cất giữ danh sách lại bị đặt tại một nhà máy điện dưới lòng đất. Muốn vào đến phòng máy chủ cần phải thông qua 3 cửa. Cửa đầu tiên chính là xác nhận vân tay, cửa thứ hai là mật mã tổ hợp 3 số. Cửa thứ ba là hệ thống phân tích dáng đi. Hệ thống này có thể nói là thuộc cấp bậc địa ngục. Ghi chép lại dáng đi của đặc công đã trộm đi danh sách và chuyển động trên gương mặt. Benji cứ nghĩ rằng có thể dùng mặt nạ để hành động, nhưng thông qua một hồi phân tích của USA lại phải từ bỏ. Không đi vào được bằng cửa chính lối thông gió, đường cáp điện cũng không có cách nào đi vào được. Cách duy nhất là đưa thông tin thân phận của Benji nhập vào hệ thống an toàn trước. Cứ thế thì anh ta có thể quang minh chính đại bước vào, mà dữ liệu thân phận an toàn được đặt tại trong một quả cầu nước làm lạnh. Cho nên nhiệm vụ tiếp theo là lặn xuống nước thay đổi dữ liệu thân phận. Như thế thì Benji mới có thể an toàn đi vào phòng máy lấy cái danh sách được. Lối thoát trong máy làm lạnh bằng nước chỉ có thể mở từ bên trong ra, vì thế lối vào duy nhất là đường nước vào của máy làm lạnh. Nhưng ở nguồn nước vào một khi phát hiện ra kim loại thì sẽ tự động đóng, cho nên Ethan không thể mang theo bình dưỡng khí, chỉ có thể dựa vào khả năng nhịn thở mà đi vào bên trong. Benji hời hợp cho Ethan 3 phút, anh ta cho rằng 3 phút là đủ với Ethan. Trước mặt người đẹp, Ethan cũng không thể từ chối, chỉ có thể bất lực hờ hờ. Sau đó bắt đầu hành động, Ethan và Ilsa đi đến chỗ nguồn nước của máy làm lạnh. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Ethan nhảy thẳng xuống. Để đảm bảo an toàn, Ilsa đã hack vào hệ thống máy làm lạnh đóng miệng cống lại. Bên này Benji cũng bắt đầu hành động, Ethan đến được vị trí cổ đĩa dữ liệu chuẩn bị thay thẻ dữ liệu. Không ngờ rằng lại bị thiết bị máy móc bên trong đẩy sang một bên. Kỹ sư trong phòng điều khiển phát hiện ra nguồn nước vào đang bị đóng, thế là đã khởi động lại hệ thống. Nước biển lại chảy vào, Ilsa cũng không có cách nào khống chế được. Ethan thấy phải lấy được thẻ dữ liệu, không ngờ rằng máy làm lạnh lại khởi động. Dòng nước không ngừng khiến Ethan di chuyển. Sau một hồi vật vã, cuối cùng anh cũng lấy được thẻ dữ liệu, nhưng lúc này dưỡng khí đã sắp cạn kiệt. Benji đã thông qua được 2 cửa đầu tiên, đi đến hệ thống nhận diện dáng đi. Thời khắc nguy cấp, Ethan kiên cường thành công thay được thẻ dữ liệu. Benji thuận lợi tiến vào bên trong phòng máy chủ lấy được danh sách, nhưng Ethan do đã hết dưỡng khí nên không có sức mở cửa thoát ra, hôn mê chìm xuống nước. Lúc này Ilsa kịp thời xuất hiện cứu anh, sau đó không biết cô lấy đâu ra một cái máy sốc điện đánh thức được Ethan. Benji tìm thấy bọn họ, nhìn thấy Ilsa quan tâm Ethan như vậy cũng buông bỏ thành kiến đối với cô. Sau đó khoe khoang mình đã có được USB. Ilsa ở bên cạnh thay đồ nghe thấy xong thì chẳng nói chẳng rằng kích điện khiến Benji ngất đi rồi lấy USB đi. Khúc này khiến tôi nhớ đến một câu danh ngôn: đừng bao giờ tin lời phụ nữ, người phụ nữ càng đẹp thì càng giỏi lừa người, nhớ kỹ đó. Sau khi Ilsa đi ra, phát hiện ra Solomon phái một đoàn xe đến đón cô, Ilsa lại thay đồ lén giấu USB vào trong ngực. Sau đó cấp tốc khởi động xe mô tô quét qua đám xe khác rồi chạy thoát khỏi hiện trường. Ethan vẫn còn mê man khởi động một chiếc xe đưa Benji nhanh chóng đuổi theo. Đi đến một đầu đường thì vừa hay bắt gặp Grant và Loser đang tìm bọn họ. Đám cấp dưới của Solomon giáo giết đuổi theo, Grant đưa theo Loser theo sát đuôi. Ethan thấy có người nổ súng về phía Ilsa không nói lời nào tông thẳng vào hắn. Không ngờ rằng đoàn xe phía sau lại bắt đầu nổ súng về phía Ethan, anh né suốt một đường đến một con hẻm. Thấy đoàn xe đuổi theo, Ethan bắt đầu thể hiện kỹ năng đua xe của mình, anh lập tức đạp mạnh thắng vòng lại 180 độ quét qua đoàn xe, sau đó thoát được sự truy đuổi. Nhưng hỏa lực của đối phương rất mạnh, Ethan lái xe xông ra, túm chặt. Lúc này một chiếc xe đi đến phía họ. Thời khắc nguy cấp, Grant và Loser kịp thời đi đến cứu hai người họ, sau đó Ethan lái mô tô lại đuổi theo. Xe mô tô là thế mạnh của Ethan. Một đường anh hạ gục hết tất cả, giải quyết hết mấy tên chạy xe đuổi theo. Sau đó đuổi theo Ilsa, không ngờ rằng đến một khúc cua Ilsa lại không chơi theo lẽ thường mà đi ra giữa đường. Ethan không kịp phanh xe lập tức ngã ra đất chờ mắt nhìn Ilsa chạy thoát. Sau khi truy đuổi thất bại, Benji lại lén lấy ra một chiếc USB đã được sao lưu. Có bản sao lưu rồi cũng đồng nghĩa ban nãy anh đuổi theo cả buổi đều là công cốc. Loser bắt đầu thể hiện kỹ năng hacker thiên phú của mình nhưng vẫn không thể mở được USB này ra. Đây là tài liệu hết sức cơ mật đã được mã hóa 3 lần, cần phải có dấu vân tay, võng mạc và giọng nói của Thủ tướng Anh. Vậy tại sao Solomon lại muốn có được thứ không thể mở ra được chứ? Lúc này Ethan đột nhiên nghĩ ra. Thì ra từ đầu Solomon cố ý dẫn dụ bọn họ đi điều tra theo lộ tuyến mà hắn đã đặt ra. Mục đích là để Ilsa lợi dụng bọn họ thay hắn trộm đi dữ liệu. Bước tiếp theo của hắn chính là bắt Thủ tướng Anh để mở khóa USB. Xem ra đây không phải thông tin về thành viên Sindicator gì cả mà là một thứ khác.
Sau khi Ilsa thành công trốn thoát thì tìm đến cấp trên của cô là Atli đưa danh sách điện tử giao cho ông ta. Nhưng Atli lại cho rằng danh sách này khẳng định là giả, là do Solomon cố ý tạo nên để lộ cho Ilsa. Vì để xác nhận danh sách này có phải thật hay không, Ilsa cần phải quay về bên phía Solomon làm gián điệp điều tra chân tướng. Lúc này Ilsa có chút không vui vì cô đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông ta giao, dựa theo những hứa hẹn trước đó thì nên để cô rời đi. Nhưng hắn lại uy hiếp cô nói nếu như cô không nghe theo thì sẽ nói thông tin của cô cho CIA Mỹ. Lúc đó Ilsa sẽ trở thành tội phạm chuyên án. Ilsa bất lực chỉ có thể cầm USB quay về phía Solomon. Solomon nhận được USB thì đưa cho cấp dưới kiểm đồ. Kết quả bên trong USB trống không hề có dữ liệu mà hắn ta muốn. Lúc này Solomon bắt đầu nổi giận cho rằng Ilsa chơi xỏ mình. Nhưng Ilsa cũng ngơ ra cho rằng Ethan đã làm rơi USB, thông qua lục soát loser tìm thấy được hành tung của Ilsa. Thế là một đám người bắt lấy cô ở một trạm xe. Lúc này Ilsa biết được chiếc USB không hề trống, có thể khẳng định rằng có kẻ đã động tay động chân. Ilsa lập tức nghĩ đến Atli, xem ra ông ta cố ý hãm hại cô. Lúc này Ilsa có chút chán nản với cuộc sống của một đặc công. Cô muốn cao chạy xa bay với Ethan cùng tìm lại chính mình. Lúc này Ethan lại nhớ đến câu danh ngôn kia. Đừng bao giờ tin lời phụ nữ, người phụ nữ càng đẹp thì càng giỏi lừa người. Anh bắt đầu do dự không biết có nên tin cô không. Đột nhiên truyền tin của bọn họ bị gián đoạn, Benji đã bị tên bác sĩ chỉnh hình kia bắt được. Ethan bảo loser trông coi Ilsa, còn anh thì đi cùng với Brent giải cứu Benji. Ilsa hành động nhanh nhẹn nhanh chóng thoát được, tên bác sĩ chỉnh hình cũng biến bất tâm. Brent cho rằng khẳng định là Ilsa cố ý dụ bọn họ. Lúc này Ethan nhận được điện thoại của Solomon, bảo anh đưa USB đã được mở khóa để đổi lấy Benji. Bất lực bọn họ chỉ đành nghe theo, nhưng Ethan đã có dự tính khác. Brent giả vờ phản bội Ethan báo tin Ethan muốn bắt cóc Thủ tướng Anh cho Cục trưởng CIA. Cục trưởng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi đến London, ông ta tìm đến giám đốc của MI6 Atli nói hành động của Ethan. Atli nghe thấy xong đi cùng với ông ta và nói chuyện riêng với Thủ tướng. Thủ tướng biết được có một đặc công tên Ethan muốn bắt cóc mình. Mục đích là để điều tra về tổ chức Syndicator thì có chút nghi ngờ. Tổ chức Syndicator từng là phương án mà Atli đã đề xuất. Kinh phí hoạt động cho tổ chức này được cất giấu trong một chiếc hộp màu đỏ bí mật. Chỉ có ông mới mở ra được, nhưng vì tổ chức này quá điên cuồng nên đã không được phê chuẩn, ông nghi ngờ Atli đã lên tự trình khai hành động. Cục trưởng CIA lập tức ngơ ra, thì ra Syndicator mà Ethan từng nói đến quả nhiên có tồn tại. Lúc này Atli chĩa súng về phía thủ tướng bắn ngất ông. Sau đó lột mặt nạ ra, thì ra là do Ethan cải trang thành. Ban nãy anh vừa tiêm cho thủ tướng một loại thuốc mê được đặc chế. Thủ tướng rất ngoan ngoãn hỗ trợ Brand mở khóa USB, thì ra bên trong không phải là danh sách thành viên của nghiệp đoàn, mà là một kho bạc trị giá 2,4 tỷ bảng Anh. Lúc này Atli thật đi tới căn phòng, Ethan nhân cơ hội cũng bắn cho ông ta một mũi, bột đậu trung thực. Sau đó từ lời của ông ta xác nhận rằng tổ chức Syndicator quả nhiên được thành lập bởi Atli. Sau đó giao cho Solomon quản lý. Nhưng Solomon đã phản bội ông ta làm ra rất nhiều chuyện xấu. Atli vì để che giấu quá khứ của chính mình nên đã phải Ilsa đi làm nội gián, để cô đánh cắp hóa đơn và cắt nguồn quỹ của tổ chức. Thế nên cố ý xóa dữ liệu trong USB để hãm hại Ilsa. Cục trưởng sau khi nghe được sự thật thì liền tỉnh ngộ, sau đó Ethan đưa thuốc giải và súng gây mê giao cho cục trưởng. Như thế thì có thể ngụy trang thành Atli muốn ám sát thủ tướng, còn cục trưởng vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để đánh bại Atli, giải cứu thủ tướng. Mọi công lao đều do cục trưởng nhận hết. Cục trưởng nhìn thấy hai đặc vụ của mình hiểu chuyện như vậy thì rất vui mừng, ngầm đồng ý với hành động của họ. Sau khi lấy được tài khoản vốn, Ethan liền lập tức hủy chiếc USB đi, sau đó đi tới chỗ hẹn để gặp Benji và Ilsa. Nhưng trên người Benji lại có một quả bom hẹn giờ kích hoạt bằng căng thẳng. Không thể di chuyển, Ethan hiểu rõ một khi bản thân giao toàn bộ tài khoản ra thì tất cả bọn họ đều sẽ phải chết. Vì để dẫn dụ Solomon dần bước vào cái bẫy của mình, anh liền cố ý đem một số tiền nhỏ ra trước để Solomon nếm trải chút vị ngọt trước. Xác nhận Ethan đã thật sự mở được USB ra rồi. Sau đó Ethan nói với Solomon rằng USB đã bị hủy rồi, tất cả thông tin tài khoản đều nằm trong não của mình. Nên nếu như quả bom đó nổ thì hắn sẽ không bao giờ lấy được số tiền khổng lồ còn lại. Thấy thời gian phát nổ gần kề, Solomon vẫn không thắng được Ethan. Nhấn nút tắt quả bom một giây trước khi phát nổ và làm theo yêu cầu của Ethan, thả Benji ra. Bác sĩ dẫn người đi tới bắt Ethan, Ethan và Ilsa liền phối hợp bỏ chạy. Sau một hồi chiến đấu, hai người liền bỏ chạy, Ilsa nhìn thấy tên bác sĩ đã đuổi tới rồi thì liền rút dao ra tấn công. Tên bác sĩ giỏi dùng dao, Ilsa có chút thua kém.
Sau khi vận dụng sự linh hoạt của cơ thể đâm hắn ta vài nhát, thì nhanh chóng xoay mình nhảy lên người hắn ta, sau đó một dao kết liễu đối phương. Bên này Ethan vừa đánh vừa lùi dụ địch vào trong, cố ý dụ Solomon đi tới một tầng hầm để xe. Đột nhiên các thành viên của tiểu đội lần lượt xuất hiện, nhốt Solomon dưới kính chống đạn. Sau đó bắt đầu bơm khí độc vào giống như những gì mà hắn ta đã làm với Ethan lúc đầu vậy. Nhiệm vụ hoàn thành, Ilsa cũng đã lấy lại tự do, sau đó từ biệt với Ethan rồi một mình đi tìm lại bản thân. Bên này, cục trưởng cục tình báo nếm được quả ngọt, nộp đơn xin ủy viên khôi phục lại IMF. Ethan tiếp nhận một nhiệm vụ mới. Tuy rằng trước đây đã bắt được Solomon, thủ lĩnh của Syndicate, nhưng thành viên của tổ chức này còn có rất nhiều kẻ đang trốn chạy. Bọn chúng tự xưng là tông đồ, gây ra các cuộc khủng bố ở khắp nơi trên thế giới. Gần đây bọn họ tiếp nhận một chỉ thị mới từ người thuê tiến hành một cuộc khủng bố lớn hơn. Người chịu trách nhiệm liên lạc với các tông đồ là một người đàn ông tên John Lack. Lack từng viết tuyên ngôn về ngày tận thế, cố gắng phá hủy trật tự thế giới hiện có khiến cho thế giới trở nên hỗn loạn. Bởi vì hắn ta tin hỗn loạn là nấc thang, các tông đồ đã liên hệ với một băng đảng tội phạm ở Đông U, muốn mua 3 loại plutonium từ băng đảng này. Plutonium là nguyên liệu quan trọng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Một khi bọn chúng thành công thì thế giới sẽ phải tiếp nhận một mối nguy hại. Thế nên nhiệm vụ của Ethan chính là không từ mọi thủ đoạn ngăn bọn chúng dùng plutonium. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Ethan dẫn Benji và Loser bắt đầu hành động. Tính thông qua giao dịch chợ đen, mua hết lõi plutonium từ các băng đảng tội phạm Đông U trước khi bọn tông đồ bắt đầu hành động. Khi sự việc gần như đã thành công rồi thì Loser lại bị bắt lại, uy hiếp Ethan giao plutonium ra. Tình thế nguy cấp, Ethan đã dùng đến một cách nguy hiểm, đó chính là bắn trúng Loser, bởi vì Loser có mang áo chống đạn nên không gặp nguy hiểm. Nhưng đến khi mọi người phản ứng lại thì plutonium đã bị đưa đi rồi. Vì để tìm thấy plutonium và tung tích của Lack thì tên chuyên gia Nils Daybrook kia chính là mấu chốt quan trọng. Một nhóm người cố tình gây ra một vụ tai nạn giao thông mang tên chuyên gia đến một bệnh viện giả. Ethan và những người khác giả vờ rằng tông đồ đã thành công chế tạo 3 vụ tấn công hạt nhân. Từ đó lừa được tên chuyên gia Nils. Tên này cùng Lack hợp tác chính là để tạo ra các cuộc tấn công khủng bố. Nhìn thấy ước nguyện của mình đã thành công, anh ta cho rằng Lack đã hết tác dụng rồi. Thế là yêu cầu chỉ cần tuyên ngôn chống tôn giáo của bản thân được đọc công khai trên TV thì anh ta sẽ cung cấp mật khẩu điện thoại mà mình đã liên lạc với Lack cho họ biết. Ethan liền làm theo, nhìn thấy bản tuyên ngôn của mình được công khai trước công chúng. Tên chuyên gia Nils vô cùng phấn kích, sau đó nói mật khẩu cho Loser biết. Sau một loạt thao tác, Loser cũng đã tìm ra hành tung của Lack. Chính vào lúc này, nhóm đạo cụ bắt đầu hành động, MC trên TV cũng lột bỏ mặt nạ. Thì ra là Benji cải trang thành, lần này anh ta cuối cùng cũng đã thành công đeo mặt nạ rồi. Chuyên gia Nils nhìn thấy cảnh tự trước mặt thì sướng sờ, xem ra trước đây anh ta không hay xem phim rồi. Từ tín hiệu điều tra được bọn họ phát hiện, Lack hiện đang ở Paris. Giao dịch với một chùm buôn vũ khí quốc tế biệt danh quá phụ trắng, thứ đầu giao dịch rất có thể chính là plutonium đã mất. Lần trước, sau khi khôi phục IMF, cục trưởng bị điều đến IMF làm tổ trưởng, trong cục tình báo có một nữ cục trưởng mới. Nữ cục trưởng vừa nhận chức cũng cho rằng cường độ làm việc của IMF không rõ ràng nên đặc biệt xin cấp trên điều Walker. Thuộc hạ của mình và Ethan cùng nhau đi tới Paris làm nhiệm vụ, cục trưởng bất lực chỉ đành đồng ý. Sau khi lên máy bay, Ethan bắt đầu sắp xếp kế hoạch, bọn họ sẽ nhảy dù đi vào hội trường từ phía trên Paris xuống. Sau khi tìm được Lack thì nhân cơ hội đánh ngất hắn ta, sau đó quét dữ liệu khuôn mặt tiến hành chế tạo mặt nạ ra người. Ethan sẽ giả làm Lack để gặp mặt quá phụ trắng và tìm thấy tung tích của plutonium, nhưng rõ ràng là Walker không thích cách làm việc của Ethan. Khi đi tới bầu trời phía trên Paris, Ethan nhìn thấy những tia sét trong các tầng mây thì tính sẽ thay đổi kế hoạch. Walker không quan tâm nhảy dù xuống trước, Ethan bất lực chỉ đành nhảy xuống theo. Không ngờ trong quá trình rơi xuống, Walker lại bị tia sét đánh ngất, bình oxy cũng rơi xuống. Ethan thấy vậy thì vội vã bay qua, nhìn thấy Walker bất tỉnh nhân sự, anh liền đem bình oxy của mình cho anh ta. Cũng may là không có nguy hiểm gì, Walker lúc này còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cho rằng là Ethan làm rơi bình oxy. Gặp phải một đồng đội như vậy, Ethan cũng cầm nín, hai người đi theo tín hiệu định vị của chiếc vòng tay đi tới nhà vệ sinh tìm thấy Lack. Ethan tay cầm kim gây mê chuẩn bị tấn công, Lack nhanh tay nhanh mắt đánh rơi cây kim xuống. Walker lập tức ra tay, dùng chiếc máy tính trong tay đánh ngất đối phương, sau đó đi vào một phòng vệ sinh chuẩn bị quét thông tin khuôn mặt. Nhưng bởi vì Walker ra tay quá mạnh khiến cho máy tính có chút trục trặc, vận hành chậm chạp. Chính vào lúc này Lack đã tỉnh lại vật lộn với hai người một trận. Lack thân thủ nhanh nhẹn, đánh cho Ethan và Walker không thể chống đỡ. Thời khắc nguy cấp, Lack bị bắn một phát vào đầu. Ethan nhìn mà đứng hình, thì ra người nổ súng là Ilsa, lập tức nhớ tới câu tuyệt đối đừng tin phụ nữ.
Ethan nhìn thấy Lark khuôn mặt nát bét không thể sao chép khuôn mặt. Bất lực chỉ đành làm liều một lần nữa, đoán là quá phụ trắng chưa gặp qua Lark. Thế là cầm lấy nhẫn của hắn ta sau đó đi gặp quá phụ trắng. Ilsa cũng lập tức đi theo bởi vì cô tìm hiểu được có người đang muốn ám sát Lark. Ethan nghe xong thì liền cảm thấy có thể lợi dụng điểm này. Sau khi gặp được quá phụ trắng, anh liền nói có người đang muốn ám sát cô ta, nên vì an toàn của cô ta tốt nhất hãy rời đi cùng mình. Quá phụ trắng quét nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện ra vài người khả nghi. Tuy rằng không biết những người này rốt cuộc đến đây để sát hại ai, nhưng để an toàn thì cô ta vẫn là rời đi cùng Ethan và phối hợp với anh để xử đẹp mấy tên đó. Ilsa cũng hỗ trợ hai chân. Sau khi an toàn về nhà, quá phụ trắng liền nói chi tiết của cuộc giao dịch cho Ethan biết, người bán lõi Plutonium không hề cần tiền mà là muốn dùng Solomon để trao đổi. Vừa hay Solomon lúc này lại đang ở Paris tiếp nhận thẩm vấn. Việc Ethan cần làm chính là liên thủ với quá phụ trắng cướp Solomon về. Sau đó dùng hắn ta đổi lấy Plutonium để bày tỏ lòng thành. Đám tông sư lấy một viên Plutonium ra trước làm tiền cọc. Dựa vào quá phụ trắng bọn họ bắt đầu lập kế hoạch. Đầu tiên phải chuyển hướng đoàn xe của Solomon trước, sau đó tấn công hai đầu thủ tiêu tất cả cảnh sát đến cứu Solomon. Sau khi Ethan nghe xong thì cảm thấy như vậy quá điên rồ, nhưng vì để không bị bại lộ thân phận nên đã giả vờ đồng ý với kế hoạch này. Chứ trên thực tế thì đã có sắp xếp khác rồi. Lúc này Walker nghi ngờ Ethan là kẻ phản bội thế là bí mật nói thông tin này cho nữ cục trưởng, đồng thời đem cho bà ta một chiếc điện thoại để làm bằng chứng, nói rằng chiếc điện thoại này tìm thấy trên người của tên Lark đã chết kia. Nữ cục trưởng nghe xong thì trầm ngâm, thật ra xem đến đây mọi người chắc cũng đều đoán ra Walker mới chính là kẻ phản bội rồi. Hoạt động cướp ngục bắt đầu, Ethan đã không tuân theo kế hoạch tấn công cảnh sát từ hai đầu như đã được thiết lập sẵn, mà là trực tiếp lái xe đâm chiếc xe thiết giáp đang chở Solomon xuống sông. Sau đó tấn công khiến cho sát thủ ở trong xe ngã ra ngoài hết. Bên này Benji lặn xuống dưới nước bí mật giải cứu Solomon. Loser tìm thấy thiết bị theo dõi quanh cổ hắn lập tức cắt đứt nguồn tín hiệu. Như thế thì sẽ không thể định vị được Solomon nữa rồi. Ethan lái xe chạy trốn, đi đến một con hẻm, sau đó lái xe mô tô tiếp tục chạy trốn. Đồng thời bảo Walker gặp nhau ở bãi đỗ xe sớm hơn, còn bản thân thì dẫn dụ cảnh sát. Ethan phóng xe như bay trên đường phố Paris, xe cảnh sát lần lượt đuổi theo. Ethan trong lúc bất cẩn liền đâm vào một chiếc xe, ngã lăn xuống đất. Anh lảo đảo đứng dậy nhảy vào trong bể nước. Bên dưới liên kết với đường sông, Benji và Loser đã chờ ở đây rất lâu rồi. Họ thành công gặp được Ethan, sau đó đi tới bãi đỗ xe đã sắp xếp xong từ trước. Mọi người bận rộn vô cùng, đang tính bỏ Solomon vào trong xe. Nhưng không ngờ chính vào thời khắc cửa mở ra, một nữ cảnh sát đã phát hiện ra họ rồi. Ethan không muốn làm hại người vô tội, đi lên chuẩn bị an ủi cô ấy. Nào ngờ nữ cảnh sát đột nhiên lại bị thuộc hạ của quá phụ trắng đánh bị thương. Ethan không nói nhiều lập tức nổ súng bắn bọn chúng sau đó dẫn Solomon chạy trốn. Lúc này, Ilsa phóng xe mô tô đến. Mục tiêu của cô là giết Solomon. Ethan nhìn thấy nguy hiểm thì cho đám người Benji xuống xe, còn mình thì lái xe chạy trốn khỏi truy kích. Ilsa lập tức đuổi theo, Ethan cũng không chịu thua. Anh sử dụng đủ loại kỹ năng đua xe, nhưng không ngờ tay lái của Ilsa còn nghệ hơn. Cô rẽ xe vào một đường khác, chắn ngay phía trước, rút súng nhắm chuẩn Solomon. Lúc này Ethan mới phát hiện hóa ra là Ilsa. Sau một hồi chần chừ, anh đâm thẳng xe vào cô. Sau đó thành công tẩu thoát, vừa khéo đàn em của Missopolis nhìn thấy cảnh này. Sau khi nhóm của Ethan đến nơi an toàn, Loser phụ trách lấy máy định vị ra, sau đó bỏ vào chiếc flycam đánh lạc hướng cảnh sát. Sau đó đi tìm Missopolis, hỏi cô ta địa điểm giao hàng cụ thể. Nhưng lúc này Missopolis đã biết được chuyện Ilsa từ phía đàn em. Cô ta nhân cơ hội nâng giá, không chỉ đòi có được Solomon mà còn phải do nộp Ilsa, cô ta mới đồng ý cho đổi Plutonium. Ethan giả vờ đồng ý, sau đó Missopolis đột nhiên lao vào hôn anh, rõ ràng cô ta đã thích Ethan mất rồi. Cô ta không muốn thấy Ilsa phá hoại tình cảm của mình, Ilsa cũng đi theo bọn họ, tìm được Ethan. Cô nói với anh vì sao mình lại thủ tiêu Solomon, bởi vì Solomon biết quá nhiều chuyện. Mà trước kia anh ta lại từng làm đặc công ở nước Anh, MI6 sợ anh ta sẽ tiết lộ một vài chuyện không có lợi cho đất nước. Thế nên mới cho Ilsa đi thủ tiêu anh ta. Trước đây Ilsa là mật thám ở bên cạnh Solomon. Thế nên MI6 mới cho Ilsa ra tay để kiểm tra sự trung thành của cô, nếu không cô sẽ không được tự do. Đúng là một khi làm gián điệp thì không bao giờ có lại được tự do nữa. Nhưng để lấy được Plutonium, Ethan không thể đồng ý cho Ilsa bắn Solomon được.
lập trường của hai người lại đối lập với nhau. Missopolis hẹn thời gian giao hàng ở London. Sau khi nhóm Ethan đến nơi thì phát hiện cục trưởng đã đến trước rồi. Ethan báo cáo hết ngọn nguồn mọi việc với ông ấy, lên kế hoạch chơi trò chơi mặt nạ lần nữa, cho Benji đóng giả thành Solomon đi gặp Missopolis. Nhưng cục trưởng đã nhận được tài liệu Ethan làm phản từ tay nữ cục trưởng mới nhậm chức, dự định ra lệnh Ethan ngừng hành động và đưa anh cùng Solomon về nước Mỹ. Ethan thấy sắp đến giờ hẹn với Missopolis rồi, nên hạ quyết tâm đánh ngất cục trưởng. Sau đó bảo Benji đeo mặt nạ, đi theo Ethan và Loser đi gặp Missopolis. Walker ở lại trong giữ Solomon thật. Sau khi Ethan đi, Walker đi tìm Solomon và định thả hắn đi. Nhưng Solomon không chịu đi và đọc tuyên thệ ngày tận thế do Lark viết, Walker cũng không che giấu nữa mà nói thật thân phận của mình. Hóa ra người viết lời tuyên thệ này là anh ta chính là Lark. Anh ta hợp tác với Solomon là để lấy được plutonium từ tay các sứ đồ, mà điều kiện của Solomon là Walker phải giúp hắn hãm hại Ethan. Trước đây Walker đưa tài liệu giả trong điện thoại cho nữ cục trở là để hãm hại Ethan. Thực ra Missopolis là bạn hợp tác với CIA, thường giúp CIA bằng cách quyến rũ người khác, từ đó đổi lấy miễn trừ pháp lý về mua bán súng đạn. Một khi Ethan lấy danh nghĩa Lark giao dịch với cô, CIA sẽ bắt Ethan ngay tại trận, từ đó chứng thực tội danh của Ethan. Walker nói một hồi, phát hiện có gì đó không đúng. Anh ta xông lên xé mặt nạ ra, hóa ra là Benji. Ethan bọn họ hoàn toàn không đi gặp Missopolis, rõ ràng Walker đã trúng kế của bọn họ. Lúc này Walker chỉ muốn độn thổ. Sau đó anh ta nghị biện rằng mình cũng đang diễn. Mục đích là để giúp quốc gia lấy được plutonium. Hoàn toàn không biết vì sao, nữ cục trưởng lại có được tư liệu giả về Ethan. Nhưng không ngờ nãy giờ cục trưởng đang gọi video với nữ cục trưởng. Nữ cục trưởng đã nhìn thấy tất cả những chuyện vừa mới diễn ra. Nhưng cô ta vẫn không tin tưởng IMF nên đã đích thân phái một nhóm người đưa tất cả bọn họ đi. Không ngờ Walker cũng đã có sự chuẩn bị trước, trong nhóm người của nữ cục trưởng có người của Walker. Sau đó hai bên tàn sát lẫn nhau, lúc này Ilsa cũng xuất hiện. Cục diện vô cùng hỗn loạn, Walker định bắn chết Ethan. Cục trưởng nhìn thấy thì lao vào ngăn cản, không ngờ lại bị Walker đâm một nhát. Sau đó anh ta bắt Loser làm con tin định chạy trốn, thì Loser nhanh tay tiêm chip định vị vào người Walker. Sau đó vùng chạy, Ethan đuổi theo Walker theo chỉ dẫn của Benji. Tiếp theo là một đoạn đuổi bắt đặc sắc của Ethan. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được Walker. Walker phát hiện được thì định nổ súng bắn. Nhưng lúc này anh ta tự dưng hiểu ra vì sao Solomon không thẳng tay xử lý Ethan mà nghĩ đủ mọi cách để hãm hại, hành hạ anh, bởi vì cảm giác này thật sự rất sướng. Vì thế anh ta cũng định làm theo. Anh ta lấy bức ảnh của Julia, vợ cũ của Ethan ra, uy hiếp Ethan phải đi tự thú, thừa nhận mình mới là Lark. Sau đó ngồi trong tù chờ mắt nhìn quả bom nổ đi, nếu không Walker sẽ hãm hại Julia bất cứ lúc nào. Nói xong anh ta đưa Solomon lên trực thăng tẩu thoát. Ban đầu khi Loser tháo gỡ máy định vị của Solomon, anh đã tiêm một con chip định vị khác vào người hắn, nhờ thế mà bọn họ phát hiện được vị trí của Solomon. Cả nhóm lập tức lên đường đến địa phận Kashmir, Benji không ngừng tìm kiếm và phát hiện cách duy nhất để tháo gỡ bom. Sau khi bắt đầu đếm ngược, phải rút chìa khóa châm lửa ra, sau đó cắt bỏ kíp nổ của hai quả bom. Ilsa nghe xong thì thấy không thể tin nổi, nhưng Ethan đã quen với chuyện này rồi. Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên chơi trò này. Tín hiệu của Solomon biến mất tại một trại y tế. Xem ra hắn cố ý dẫn dụ Ethan đến đó. Sau khi xuống xe, nhóm người chia nhau ra tìm kiếm tín hiệu bức xạ. Ngay lúc này, Ethan phát hiện Julia cũng đang có mặt ở đây. Cô đã tìm được một người chồng mới. Bọn họ đến Kashmir để tham gia chương trình cứu trợ y tế quốc tế. Cuối cùng Ethan cũng hiểu ra vì sao Solomon lại chọn trại y tế làm nơi hành động. Một là có thể lợi dụng bức xạ của thiết bị y tế ở đây để làm nhiễu sóng tìm kiếm của Ethan bọn họ, hai là để Ethan tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị hãm hại để giày vò anh. Sau khi ôn lại chuyện xưa, Ethan bọn họ bắt đầu hành động. Đầu tiên Loser phát hiện ra một quả bom, sau đó anh bắt tay nghiên cứu kíp nổ. Sau khi lấy được chìa khóa châm lửa, Walker nhấn nút đếm ngược, rồi lên trực thăng bỏ chạy. Ethan nhìn thấy thì vội vã đu lên dây của một chiếc trực thăng khác. Benji và Isa phụ trách lục soát quả bom còn lại. Julia biết được nhiệm vụ của Ethan thì chủ động đến giúp Loser gỡ bỏ quả bom. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng Ethan cũng trèo lên được khoang máy bay. Sau khi giải quyết xong hai tên lính quèn, anh thành công khống chế trực thăng. Sau đó bay trên đầu Walker, ném dây xuống để ngăn cản anh ta.
Không ngờ phi công lại phản ứng nhanh nhẹn, tránh được kiếp nạn. Walker nhìn thấy thì nâng súng lên bắt đầu bắn. Ethan lập tức trốn đi, máy bay suýt thì mất lái. Nhưng Walker vẫn bám chặt không buông. Sau khi lên một tầng mây, Ethan nhân cơ hội này bay xuống dưới tầng mây, sau đó lại xông lên trên. Định đâm vào máy bay của Walker, Walker lại lần nữa trốn thoát. Mặt khác, Ilsa phát hiện được Solomon nên đuổi theo hắn và tìm được quả bom còn lại. Ngay lúc này, Solomon xuất hiện bắt lấy Ilsa, rồi uy hiếp Ilsa để dẫn dụ đồng đội cô xuất hiện. Thuận tay treo cổ Benji. Trong lúc nguy cấp, Ilsa đã đập lưng vào bàn để cười trói. Chiến đấu với Solomon, nhờ có sự giúp đỡ của Benji, Ilsa không chế được Solomon. Thấy Benji sắp nghẹt thở, Ilsa cố gắng xích cổ Solomon để hắn ngất đi, rồi cứu lấy Benji. Vì Walker vẫn không ngừng bắn, nên trực thăng của Ethan bị cháy. Thấy động cơ sắp mất kiểm soát, Ethan hạ quyết tâm đuổi theo, đâm thẳng vào Walker. Sau khi lăn vài vòng trên nền tuyết, trực thăng mắc kẹt dưới khe núi, dầu hỏa phun ra làm bỏng rát mặt Walker, Ethan thuận thế bắt lấy kíp nổ. Ngờ trực thăng lại trượt xuống dưới. Hai người rơi xuống một mặt phẳng trên eo núi. Còn trực thăng thì mắc vào tảng đá. Ethan nhìn thấy kíp nổ, định nhặt nó lên, thì Walker cật lực ngăn cản anh. Hai người bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Ethan bị vật xuống, hai người suýt chút nữa rơi xuống vách đá. May mà bắt được sợi dây của trực thăng, khi Ethan sắp lấy được kíp nổ, thì trực thăng lại bất ngờ trượt xuống dưới. Nhưng mà may là không nguy hiểm, sợi dây lại móc vào tảng đá. Thấy tảng đá không thể chịu nổi sức nặng này nữa, Ethan bám vào vách núi, bắt đầu chơi trò leo núi bằng tay không, Walker cũng lập tức làm theo. Ethan không nói gì mà thuận thế kéo luôn chiếc máy bay xuống. Loser và Benji đã tìm được kíp nổ của quả bom, nhưng mà phải đợi rút được chìa khóa châm lửa mới có thể cắt dây được. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tín hiệu đứt đoạn, không thể xác nhận được Ethan đã thành công chưa. Thời gian gấp rút, Loser và Benji đành phải cược một lần, bọn họ cắt kíp nổ vào dây đếm ngược cuối cùng. Không phụ sự kỳ vọng, Ethan cũng thành công rút được chìa khóa, quả bom cũng được phá gỡ thuận lợi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nữ cục trưởng bắt đầu nhìn IMF bằng con mắt khác, bà đồng ý với lời đề nghị của Ethan. Ủy thác người trung gian Missopolis giao Solomon cho MI6, đổi lại tự do cho Isa. Julia cũng hào phóng giao Ethan lại cho Isa. Cuối cùng hai người bọn họ cũng được cùng nhau tìm lại chính mình rồi. Đừng, một chiếc tàu ngầm chiến đấu của quân đội Liên bang Nga đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra như thường lệ. Chiếc tàu ngầm này được trang bị hệ thống tàng hình tiên tiến nhất, tích hợp cả hệ thống trí tuệ nhân tạo, có thể qua mặt bất cứ mọi radar nào trên thế giới. Bất ngờ, Kip báo cáo với thuyền trưởng rằng phát hiện ra một tàu của quân đội Mỹ đang tiến đến sát gần. Tất cả thủy thủ đoàn được lệnh sẵn sàng chiến đấu nếu có dấu hiệu bất thường. Ông chỉ huy đang rất thắc mắc rằng tại sao kẻ địch lại phát hiện được họ, trong khi rõ ràng là chiếc tàu ngầm này vô hình trước tất cả mọi radar hiện đại nhất mà. Lúc này cấp dưới lại báo lên rằng tàu địch vừa phóng một quả ngư lôi về phía họ, ông thuyền trưởng cũng lập tức ra lệnh phóng ngư lôi ra để đánh chặn. Thế nhưng khi chuẩn bị va chạm thì mọi thông tin cũng như quả ngư lôi của kẻ địch bỗng dưng biến mất trên radar, cứ như là một bóng ma vậy. Mọi người nhận ra là phần mềm của chương trình trí tuệ nhân tạo của tàu có khả năng đang gặp vấn đề. Đột nhiên những quả ngư lôi lúc nãy vừa được phóng ra bất ngờ mất điều khiển, quay ngược trở lại tấn công tàu của họ. Kết quả là chiếc tàu ngầm hư hại nặng nề, chìm xuống đáy biển sâu thẳm, còn tất cả thủy thủ đoàn thì không một ai sống sót. Bên đây Ethan vừa nhận được một nhiệm vụ tối mật từ chính phủ. Đó là truy tìm một chiếc chìa khóa bí ẩn, không rõ công dụng là gì nhưng có vẻ như liên quan đến sự sống còn của cả chính quyền. Vấn đề là một nửa chiếc chìa khóa này đang nằm trong tay của một người bạn cũ của anh, người đang có số tiền truy nã lên đến 50 triệu đô la. Tin tức tình báo cho biết rằng hiện tại cô ấy bị những thợ săn tiền thưởng giáo giết truy tìm và đang lẩn trốn trong một sa mạc tại Ả Rập. Nhiệm vụ của Ethan là lấy lại mảnh chìa khóa, sau đó giao lại cho chính phủ. Tất nhiên như thường lệ, đây là một nhiệm vụ tối mật, anh phải tự thân vận động và sẽ không một ai đứng ra nhận trách nhiệm nếu sự việc bị bại lộ. Sau đó Ethan lập tức lên đường băng qua sa mạc để tìm tung tích của người bạn cũ của mình. Cô ấy tên là Ilsa Faust, một cựu điệp viên của Cục Tình báo MI6. Đang lẩn trốn giữa sa mạc mênh mông thì nhận được một tín hiệu. Cô nhanh chóng biết được người gửi tín hiệu chính là anh bạn Ethan của mình. Nhưng nam chính của chúng ta ngay sau đó đã bị những tên thợ săn tiền thường phát hiện và tấn công. Anh phải chạy vào giữa cơn bão cát để tránh sự truy sát của kẻ địch. Cũng may là có Ilsa từ xa dùng khẩu súng bắn tỉa của mình để hỗ trợ. Ethan lúc này cũng chạy được vào một tòa nhà, anh rút súng ra nhanh chóng hạ gục được những kẻ đang truy đuổi mình.
Một trận đấu súng diễn ra ác liệt, cát bay mù trời nên chẳng biết được bên nào là ta mà bên nào là địch. Khi Ethan tiến vào bên trong thì thấy Ilsa đã nằm bất động trên mặt đất. Nhưng ngay giây sau cô đã quật ngã anh, may mà nhận ra nhau kịp thời, không thì quân ta đánh quân mình thì hỏng. Sau đó Ilsa tin tưởng giao mảnh chìa khóa cho Ethan, ngụy tạo hiện trường cái chết của chính mình rồi lên ngựa rời khỏi nơi này. Ở một diễn biến khác, những quan chức cấp cao của Cục Tình báo và quân đội Mỹ đang có một cuộc họp với nhau để bàn về mối nguy hại mới. Đó là một trí thông minh nhân tạo đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Nó được gọi là thực thể, có khả năng thao túng tất cả những gì liên quan đến kỹ thuật số. Ban đầu, chính phủ Mỹ đã tạo ra nó với mục đích kiểm soát truyền thông, nhằm ngăn chặn những tin tức mà họ coi là nguy hiểm được phát tán rộng rãi lên các mạng xã hội. Thế nhưng sự việc đã đi quá xa. Vào 6 tháng trước, khi thực thể bắt đầu tiến hóa và học hỏi tất cả những kiến thức có trên không gian mạng, không hiểu bằng cách nào mà nó đã đồng hóa với một trí tuệ nhân tạo bí mật của Ả Rập, thu thập tất cả thông tin dữ liệu bí mật rồi biến mất vào hệ thống lưu trữ đám mây. Từ đó, các cuộc tấn công mạng liên tiếp được xảy ra. Chỉ trong 3 tuần qua, thực thể đã truy cập vào tất cả hệ thống viễn thông vệ tinh của nước Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang, thị trường chứng khoán, kể cả những chi nhánh quân sự cũng không tránh khỏi bị thâm nhập. Ông Giám đốc Cục Tình báo cho rằng thực thể đã phát triển đến một mức độ có nhân cách và tư duy như con người. Nó đang đưa ra một thông điệp khiêu chiến khi liên tục thâm nhập vào dữ liệu của các cơ quan tình báo trên khắp thế giới. Ông ta đề nghị rằng tại sao không nghĩ ra cách để tiêu hủy luôn cái gọi là thực thể này đi cho được việc. Thế nhưng những người khác lại cho rằng đó là một quyết định không sáng suốt. Tất cả các quốc gia trên thế giới bây giờ đang chạy đua để kiểm soát và tận dụng trí thông minh nhân tạo này. Nếu làm chủ được nó thì sẽ nắm trong tay một sức mạnh tối thượng trong thời đại kỹ thuật số này. Họ cho rằng chiếc chìa khóa chữ thập chính là manh mối để có thể giải đáp bí ẩn của thực thể. Đang tranh luận sôi nổi thì có một người ở trong phòng đã đưa cho ông giám đốc CIA một cái mặt nạ phòng độc, sau đó ném lên 2 quả đạn khói khiến cho những người bên trong phòng này bất tỉnh nhân sự. Thì ra người đó chính là Ethan đã cải trang để trà trộn vào cuộc họp này nhằm tra khảo thông tin từ ông giám đốc CIA. Sau khi nghe được thông tin từ cuộc họp vừa rồi, anh cho rằng sức mạnh của thực thể là quá lớn. Không ai có đủ tin tưởng để giao cho việc kiểm soát nó cả. Anh quyết định sẽ giữ lại mảnh chiếc khóa và tìm cách để tiêu hủy nó. Sau đó anh bắn ngất và cải trang thành ông giám đốc CIA để rời khỏi đó. Vì sự việc vừa rồi nên một đội đặc vụ đã được tập hợp để truy lùng Ethan. Họ được lệnh bằng mọi giá phải bắt được nam chính của chúng ta. Còn bên đây, Ethan kể hết những chuyện này cho những đồng đội của mình. Lần theo thông tin thì họ phát hiện ra rằng có một người muốn mua lại mảnh chiếc khóa này với số tiền 4 triệu đô la. Nhưng vì chưa biết chiếc chìa khóa hoàn chỉnh sẽ mở ra cái gì, vậy nên Ethan đã quyết định rằng sẽ bán cho người kia một nửa này, sau đó theo dõi và tìm hiểu thêm thông tin. Các đặc vụ bên đây đã phong tỏa toàn bộ sân bay nơi sắp diễn ra cuộc giao dịch. Hệ thống máy tính của họ đã nhận dạng được Ethan trong đám đông, nhưng khi đến nơi thì mới phát hiện ra là mình bị lừa. Hóa ra hai người đồng đội của Ethan đã can thiệp và hack vào hệ thống của CIA. Mấy đặc vụ này bị xoay như trong chóng, chạy đi chạy lại khắp sân bay. Trong khi đó thì nam chính của chúng ta vẫn ung dung theo dõi người mua, kẻ mà đã có sẵn trong mình một nửa chiếc chìa khóa. Thế nhưng vừa quay đi quay lại một cái thì nó đã bị một cô gái kỳ lạ trông mất. Cô nàng này tên là Gray, một cao thủ hai ngón khét tiếng, chuyên hành động một mình. Chỉ đứng nói chuyện với nhau một lát mà Ethan đã chứng tỏ rằng mình cũng không phải hạng soàng khi đã trộm được nửa mảnh chìa khóa mà Gray đang giữ. Thế nhưng đồng đội của anh sau khi kiểm tra thì nói rằng hai mảnh này không khớp với nhau, có nghĩa là mảnh vừa trộm được từ anh chàng kia là đồ giả. Trong khi còn chưa kịp suy nghĩ kế hoạch tiếp theo thì nam chính của chúng ta đã nhận thấy rằng các đặc vụ CIA đang đi về phía mình. Gray lúc này lợi dụng sơ hở mà đã một lần nữa trộm luôn cả hai mảnh chìa khóa của anh rồi rời đi. Pha này đúng là kẻ cắp gặp bà già. Cảm thấy tình hình ở đây không ổn, Ethan lập tức ra lệnh cho các đồng đội của mình hủy bỏ nhiệm vụ. Còn mình thì vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi mấy ông đặc vụ bám dai như đỉa này. Gray tưởng thế là ngon ăn rồi nhưng sau đó lại bị cảnh sát bắt lại. Ông thanh tra nói rằng có người đã gọi điện tố cáo với bên an ninh rằng cô là một kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vậy nên họ đã giữ Gray ở lại để điều tra. Trong lúc đang thẩm vấn thì bên cảnh sát nhận được điện thoại báo rằng luật sư của cô nàng này đang ở đây. Vậy nên sau đó họ đã phải dẫn Gray đi gặp luật sư của mình. Và người đó cũng chẳng phải ai xa lạ, mà chính là nam chính của chúng ta. Thì ra Ethan là người gọi điện tố giác với bên an ninh để bắt cô nàng lươn lẹo này lại. Sau đó đóng giả làm luật sư để gặp được cô. Gray lúc này nói rằng mình là một đạo trích đơn độc, vừa tuần trước khi đang lang thang trà đá thuốc lào thì nhận được một nhiệm vụ từ người bí ẩn. Nội dung là bám theo Ethan và trộm mảnh chìa khóa mà anh đang giữ. Ngoài ra vào tối ngày mai sẽ đưa nó giao cho người thuê tại buổi tiệc ở Venice để nhận tiền công. Mấy ông đặc vụ CIA đánh hơi được thông tin nên cũng đã lập tức đến đồn cảnh sát để tìm người. Thế nhưng khi đến nơi thì lại chậm mất một bước.
Trên đường dẫn Gray ra ngoài thì cô nàng lại giở trò, hét toáng lên với đám đông rằng Ethan sàm sỡ mình. Sau đó nhân cơ hội mà bỏ trốn, cô chạy ra ngoài và trộm một con xe của cảnh sát rồi phóng đi. Nhưng có vẻ như chưa có bằng lái xe hay sao mà hết đụng chỗ này đến đâm chỗ kia. Vừa ra đến đường lớn thì bị một chiếc xe khác tông cho xoay vòng vòng. Những người trên chiếc xe kia bước xuống định bắt Gray đi, nhưng may là Ethan đã đến kịp thời và hạ gục chúng. Vừa dắt được cô nàng ra bên ngoài, thì mấy ông đặc vụ cũng xuất hiện và chĩa súng vào anh. Chưa hết, bên cảnh sát cũng đã điều một đội đặc nhiệm đến để bao vây nam chính của chúng ta. Bất ngờ lúc này một nữ sát thủ tóc trắng xuất hiện và hạ gục được đội cảnh sát. Sau đó nã đạn ầm ầm về phía mấy ông đặc vụ. Gray một lần nữa định đánh bài chuồn thì không ngờ rằng Ethan đã rút kinh nghiệm từ những lần trước mà còng tay hai người lại với nhau. Thế này thì có mà chạy đàng chơi, cả hai lấy bừa một chiếc ô tô rồi phóng ra khỏi đó, cô nàng sát thủ kia cũng lập tức lên xe để truy đuổi họ. Không những thế, cả cảnh sát và mấy ông CIA cũng tập trung mà dí theo. Ethan và Gray phải rất cố gắng thì mới có thể lạng lách đánh võng, tạm thời cắt đuôi được ba thế lực đang bám theo sau. Ethan rút điện thoại ra và tìm một chiếc xe ô tô mới. Tưởng siêu xe xịn sò thế nào chứ ai ngờ lại là một con xe giống như xe của Mr. Bean. Thôi thì méo mó có hơn không, họ đành phải dùng nó để tiếp tục chạy trốn. Chạy chán chê thì cuối cùng họ cũng đâm vào đường cùng, bị chặn cả hai đầu. Ethan đánh liều cài số lùi rồi đạp mạnh ga, và lúc sắp tông vào xe của sát thủ thì có một pha bẻ lái cực gắt. Anh chạy một mạch vào đường hầm nhỏ dẫn tới ga tàu điện ngầm, nhưng phanh không kịp nên cả xe lẫn người bay xuống nằm chắn giữa đường ray. Gray thì đã thoát ra và khóa Ethan vào với vô lăng từ lúc nào, sau đó chuồn đi bỏ mặc nam chính của chúng ta ở lại. Đã thế còn đúng lúc tàu điện ngầm đang chạy tới nữa chứ. May nhờ hào quang nhân vật chính mà Ethan có thể bình an vô sự thoát ra được. Ra đến ngoài đường lớn thì anh đã được những đồng đội của mình đón lên xe và đi về nơi trú ẩn. Sau một hồi bàn bạc, họ biết rằng tối nay Gray sẽ đến một buổi tiệc để giao mảnh chìa khóa cho người đã thuê cô. Khi đồng đội của anh phân tích kỹ lại đoạn băng của camera an ninh tại sân bay thì phát hiện ra một người lạ mặt, nhưng không thể tìm thấy bất cứ một thông tin gì về hắn ta. Ilsa nói rằng kẻ này tên là Gabriel, được coi như là người đưa tin của thực thể. Nó chọn hắn ta làm người đại diện cho mình để đi lấy lại hai mảnh chìa khóa. Cô nói thêm rằng cục tình báo MI6 nghi ngờ chiếc chìa khóa đó sẽ dẫn đến mã nguồn của thực thể. Vẻ mặt của Ethan đã thay đổi khi nhìn thấy hình ảnh của tên Gabriel này, chắc hẳn hắn ta có liên quan gì đó đến quá khứ của anh. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là thu hồi được mảnh chìa khóa và lên kế hoạch phá hủy được thứ gọi là thực thể kia. Nhận thấy rằng nhiệm vụ này quá nguy hiểm nên Ethan muốn mọi người dừng lại, để một mình anh thực hiện là đủ rồi. Nhưng ai cũng phản đối, nhóm này đã vào sinh ra tử cùng nhau bao nhiêu lần rồi, sao bây giờ lại có thể mà bỏ rơi bạn bè được chứ? Tối hôm đó, Ethan cùng Ilsa đã cùng nhau tới buổi tiệc, họ cũng gặp được Gray và Gabriel ở đây. Cuối cùng thì chủ nhân của buổi tiệc cũng đã xuất hiện, chính là chị gái xinh đẹp có biệt danh quá phụ trắng này, cũng chính cô ta là người đã thuê Gray trong mảnh chìa khóa của Ethan. Quá phụ trắng lập tức ra lệnh lục soát người của cô để tìm kiếm, nhưng Gray đã nhanh trí giấu mảnh chìa khóa vào túi áo của một tên tay sai của cô ta. Hai ông đặc vụ cũng đã tìm đến bữa tiệc khi bị bảo vệ chặn lại và nói rằng đây là bữa tiệc riêng tư, cần có vé mới được vào. Vé đây này, rồi dí điện chúc bé ngủ ngon với hai tên bảo vệ luôn. Trong đây, quá phụ trắng nói với mọi người rằng cô ta được một người rất có thế lực nhờ tìm chiếc chìa khóa. Hiện tại cô đã có được một mảnh, nửa còn lại thì Gray đang giữ. Khi được hỏi rằng tại sao quá phụ trắng không một mình giữ lấy chiếc chìa khóa để nắm mọi quyền hành, thì cô ta trả lời rằng chính bản thân của cô cũng không biết nó sẽ mở ra cái gì và chuyện gì sẽ xảy ra. Ở đây chỉ duy nhất tên Gabriel biết được công dụng thật sự của chiếc chìa khóa bởi vì hắn ta làm việc cho thực thể. Gabriel nói rằng thực thể biết tất cả mọi chuyện trên đời này, hàng tỷ phép tính mỗi mili giây, có thể thao túng tương lai chỉ qua vài thay đổi nhỏ ở hiện tại. Nhìn thấy mọi nguyên nhân và kết quả có thể xảy ra, hắn biết được rằng ngày mai quá phụ trắng sẽ đem chiếc chìa khóa lên con tàu tốc hành đến Eastbrook để thực hiện giao dịch. Và nói chắc nịch rằng theo tính toán của thực thể thì ngày mai hắn ta sẽ có được chiếc chìa khóa. Mục đích hắn ta đến đây tối nay chỉ là để giày vò Ethan mà thôi. Trước đây Gabriel đã từng sát hại một người con gái mà anh hết sức thân thiết. Cũng chính hắn ta là nguyên nhân khiến cho cuộc đời của Ethan thay đổi như bây giờ. Gabriel nói rằng số phận đã được định đoạt, trong đêm nay một người mà anh quan tâm sẽ chết. Đó có thể là Gray hoặc Ilsa. Nghe được điều này khiến Ethan vô cùng tức giận, anh nói rằng chỉ cần Gabriel dám đụng đến bạn của anh thì anh thề sẽ truy đuổi hắn ta khắp cùng trời cuối đất.
Không rõ trong quá khứ mối thù của hai người như thế nào nhưng có vẻ vấn đề rất nghiêm trọng. Sau khi Gabriel rời đi, quá phụ trắng đã lập tức cho người khống chế nhằm đoạt lấy mảnh chìa khóa còn lại mà Gray đang giữ. Ethan và Ilsa thấy vậy cũng lập tức đánh lại đám tay chân của cô ta. Gray cũng đã nhanh chóng lấy lại được chìa khóa trong túi của tên tay sai kia. Sau đó chim én chạy đi mất. Nhưng vừa ra đến bên ngoài thì lại bị những tên bảo vệ khác chặn lại và bắt đi. Mãi sau có Ethan đến giải vây kịp thời, chỉ với vài đòn cơ bản là có thể dễ dàng hạ gục được đối thủ. Sau đó phải nhờ cậy đồng đội ở căn cứ chỉ đường để có thể chặn Gray lại. Cô nàng này không biết ăn gì mà chạy khỏe như châu ấy, nam chính của chúng ta hùng hục đuổi theo nhưng vẫn không bắt kịp. Cả hai chơi trò đuổi bắt khắp các hang cùng ngõ hẻm, người chạy người đuổi. Bên đây thực thể đã xâm nhập được vào máy tính của đồng đội Ethan tại căn cứ. Nó chiếm quyền điều khiển, sau đó giả giọng nói để chỉ đường sai cho nam chính của chúng ta. Đồng đội của anh không có cách nào khác để ngăn chặn, đành phải đập nát máy tính và thử kết nối lại bằng bộ đàm. Ethan bên đây không hề hay biết, thế nên vẫn đi theo chỉ dẫn của thực thể. Nó lừa anh đến một ngõ hẹp, nơi mà hai sát thủ của Gabriel đã phục kích sẵn. Tình thế cấp bách, muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng kẻ thù không cho anh làm điều đó. Thôi thì trước mắt cứ xử lý hai tên này rồi mới tính tiếp được. Không gian chật hẹp, đã thế còn bị đối thủ chặn hai đầu tấn công liên tiếp nên cũng không dễ dàng gì mà xoay sở. Thế nhưng bằng kỹ năng của mình, Ethan sau một hồi chật vật cũng hạ gục được đám sát thủ này. Anh nhặt thanh sắt lên tính tiễn bé sát thủ tóc trắng này về với ông ba, nhưng rồi lại thôi, tha cho cô ta một mạng và lập tức rời đi. Gray bên đây chạy chán chê thì đụng phải tên Gabriel đang đứng chặn đường, hắn ta rất ung dung bình thản. Biết không còn đường nào để chạy, cô rút con dao bấm của mình ra rồi lao đến mà tấn công hắn ta. Thế nhưng trình độ quá chênh lệch, chỉ với mấy chiều cơ bản mà cô đã bị hắn ta cho nằm sàn. Khi tên Gabriel chuẩn bị kết liễu Gray để đoạt mảnh chìa khóa thì may mắn là Ilsa đã đến kịp lúc. Cô rút kiếm ra và nhẹ nhàng xiên cho hắn ta một nhát. Tên Gabriel này không hề đơn giản, hắn ta liên tục tung đòn khiến cho Ilsa không kịp trở tay thay quần áo. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng Ilsa cũng không phải là đối thủ của hắn. Và rồi cuối cùng cô bị tên này đoạt lấy con dao và xiên một nhát vào ngay ngực. Khi Ethan đến nơi thì chỉ thấy cô bạn mình nằm bất động bên cầu thang với con dao đang cắm trên người. Quá đau đớn, anh quỳ xuống bên thi thể của Ilsa, ngọn lửa căm hận lúc này đang bùng cháy bên trong anh. Gray lúc này đã tỉnh lại và chạy đến, nhưng cũng chẳng có thể thay đổi được gì nữa. Lúc trở về căn cứ của Ethan, cô bần thần tự trách mình vì cái chết của Ilsa. Mà cũng đúng, nếu Gray không ngựa ngựa mà bỏ chạy thì có khi mọi chuyện đã khác rồi. Anh chàng da đen tên Loser này đã cố gắng động viên cô. Đừng dằn vặt chuyện vì cô mà Ilsa chết, hãy nghĩ rằng nhờ Ilsa mà cô còn sống. Ethan nói rằng Gray đang bị cuốn vào một rắc rối lớn. Bây giờ quá phụ trắng và chính phủ đã biết danh tính của cô, thực thể cũng biết. Dù có bao nhiêu hộ chiếu giả thì cũng không trốn được đâu. Gray chỉ có 3 lựa chọn, đó là nhà tù, cái chết hoặc tham gia vào đội của họ. Kế hoạch là Gray và Ethan sẽ dùng mặt nạ 3D để có thể cải trang thành quá phụ trắng và vệ sĩ của cô ta. Lên tàu cao tốc rồi lấy mảnh chiếc khóa còn lại, sau đó gặp người mua và tìm hiểu công dụng thật sự của nó là gì. Anh bạn Loser nói với Ethan rằng, tôi biết anh đang rất căm thù tên Gabriel, nhưng hãy nhớ rằng chỉ duy nhất hắn ta biết chiếc khóa có thể mở ra cái gì. Tại sao thực thể lại muốn Gabriel giết những người mà anh quan tâm? Bởi Gabriel là người duy nhất biết công dụng của chiếc chìa khóa và thực thể muốn mượn tay của Ethan để trừ khử hắn ta. Trong một tương lai nào đó nó thấy anh giành chiến thắng, nó sợ anh sẽ tha mạng cho Gabriel và ép hắn ta khai ra công dụng của chiếc chìa khóa. Vậy nên dù có căm thù thế nào, nhưng hãy lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không được hăng máu quá mà cho tên Gabriel về chầu với ông bà. Ethan nghe thấy hợp lý nên cũng gật gù đồng ý. Đang nói chuyện thì Benji báo rằng máy in mặt nạ đã hỏng giữa chừng, chỉ mới in được của quá phụ trắng. Vậy nên kế hoạch đã thay đổi, Gray sẽ một mình vào toa tàu, còn Ethan thì sẽ tìm cách khác để theo sau. Mặc dù Gray có chút lo lắng, nhưng đã đến nước này rồi thì đâu còn lựa chọn nào khác. Bên đây, nữ sát thủ của Gabriel từ trên cao đã nhảy xuống và đột nhập được vào toa tàu. Sau đó hạ gục lính canh và cướp lấy chìa khóa, dùng nó để mở cửa nhà kho và giải thoát cho Gabriel đang trốn trong một thùng hàng.
tên Gabriel sau đó đột nhập lên khoang lái, hạ gục những người lái tàu, phá hủy phanh khẩn cấp và tăng tốc cho con tàu lên tốc độ tối đa. Góa phụ trắng bên đây vừa bước vào khoang riêng thì ngạc nhiên khi thấy một người giống hệt mình đứng trước mặt. Thì ra đó là Gray đã cải trang, cô nhanh chóng đánh ngất góa phụ trắng rồi lục soát lấy mảnh chìa khóa. Sau đó ra bên ngoài và đi đến tìm gặp người mua. Bất ngờ thay người mua không phải ai khác mà chính là ông giám đốc CIA. Ethan bên ngoài đây đang phóng mô tô để bám theo đoàn tàu, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội mà nhảy lên. Benji gợi ý cho anh một phương án mạo hiểm, đó là đi đến ngọn núi cao nhất ở đây, rồi từ đó nhảy xuống, sử dụng dù để đáp xuống con tàu. Nhưng Ethan cho rằng đó là hành động quá nguy hiểm vì vị trí ở đây không đủ cao. Đá nhô ra khắp nơi, tôi sẽ đâm vào đá trước khi dù mở ra mất. Thế nhưng vì lo lắng cho an nguy của Gray bên trong, anh đành phải liều mạng chơi lớn một phen. Anh phóng xe lên một đỉnh núi, sau đó dùng hết tốc lực mà lao thẳng xuống dưới. Cảnh quay nguy hiểm này được nam chính của chúng ta đích thân thực hiện mà không cần dùng đến người đóng thế hay kỹ xảo. Thế này mới đáng được gọi là hy sinh vì nghệ thuật chứ. Còn tên Gabriel lúc này đang gặp gỡ giám đốc cục tình báo Hoa Kỳ trên chính con tàu này luôn. Ông giám đốc bảo rằng muốn được hợp tác với hắn ta bởi vì chiếc chìa khóa mở ra mã nguồn của thực thể thì ai cũng biết rồi. Thế nhưng cái mã nguồn đấy ở đâu thì chỉ có mình ông ta biết mà thôi. Trong quá khứ, quân đội Mỹ đã phát tán một chương trình trí tuệ nhân tạo vào tàu ngầm tàng hình của Nga, chính là con tàu mà chúng ta đã biết ở đâu phim rồi. Mục đích là vô hiệu hóa khả năng tàng hình của tàu ngầm Nga, thế nhưng trí tuệ nhân tạo này đã bắt đầu nổi loạn, nó thu thập dữ liệu rồi tiến hóa thành thực thể như bây giờ. Ông giám đốc nói rằng nếu như kết hợp giữa khả năng của thực thể và tiềm lực quân sự hùng mạnh của Hoa Kỳ, thì có thể nói là giấc mơ bá chủ thế giới không còn xa. Nhưng khi nghe xong câu chuyện, Gabriel đã không ngần ngại mà kết liễu ông ta. Sau đó còn khử luôn cô sát thủ của mình để bịt đầu mối. Vậy là bây giờ trên thế giới chỉ có mình hắn ta là biết được vị trí mã nguồn của thực thể và cách tiếp cận nó mà thôi. Còn Gray lúc này thì sắp hoàn tất giao dịch với ông giám đốc CIA, nhưng đến phút cuối thì cô đã suy nghĩ lại. Nếu để những người này kiểm soát được thực thể thì đúng là không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy nên cô đã nhân lúc sơ hở mà chôm lại chiếc chìa khóa, sau đó lấy cớ để rời đi. Nhưng chưa được bao lâu thì góa phụ trắng đã tỉnh lại, cô ta loạng choạng đi đến toa tàu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Ông giám đốc CIA lúc này cũng phát hiện ra chiếc chìa khóa mình vừa cầm trong tay đã biến mất. Ngay lập tức những tên vệ sĩ của góa phụ trắng đã đuổi theo Gray và ép cô phải giao chìa khóa ra. Vào lúc chúng chuẩn bị tiễn Gray lên bảng đếm số thì may mà có Ethan từ bên ngoài bay vào kịp thời. Nhưng đến lúc kịp xem xét tình hình thì tên Gabriel đã nhặt được chiếc chìa khóa rơi trên sàn nhà. Ngay lập tức Ethan đứng dậy nói rằng mình sẽ đuổi theo hắn ta, còn Gray thì hãy tìm cách để dừng con tàu này lại. Anh leo lên phía trên và gặp Gabriel đang đứng chờ ở đó. Cả hai người sau đó đã lao vào nhau để trao đổi chiêu thức. Với lòng căm phẫn muốn trả thù cho bạn mình, Ethan đấm cho lão già khốn nạn này túi bụi. Lão Gabriel yếu thế không đủ trình để đấu lại nên đã bị nam chính dí dao khống chế. Đang lúc căng thẳng thì không biết hai ông đặc vụ từ đâu đến mà chĩa súng vào anh. Thế rồi nhờ lúc sơ suất đó mà Gabriel đã nhảy xuống trốn thoát được. Sau đó đã kích hoạt những quả bom gài sẵn trên đường dây phía trước. Đúng là đặc vụ từ đầu phim đến giờ chả làm được cái mẹ gì, được cái báo là giỏi. Ethan dúi đầu ông đặc vụ xuống nên đã tránh được thanh sắt ngáng đường. Sau đó nói rằng mọi người trong con tàu này sẽ chết nếu như không dừng được nó lại. Hai đặc vụ báo thủ xuống phía dưới để di tản người dân về phía tòa sau. Còn Ethan thì leo lên phía trước, nhìn thấy Gray đang ngồi thẫn thờ nhìn phanh khẩn cấp đã bị phá hỏng. Thế này thì không ai có thể dừng được con tàu lại nữa. Cũng may là trong lúc đánh nhau với tên Gabriel, Ethan đã nhanh tay chôm được chiếc chìa khóa, coi như là còn chút vớt phát. Lão Gabriel bên đây phát hiện ra sự việc thì cay cú lắm nhưng không làm được gì. Ethan và Gray sau đó quyết định sẽ trèo ra ngoài và tách rời những tòa tàu, nhờ đó mà có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng những tòa tàu phía sau vẫn tiến lên từ từ do lực quán tính.
cả hai người phải khó khăn lắm mới có thể giữ cho bản thân không bị rơi xuống. Trong lúc tưởng chừng như sắp buông xuôi tới nơi thì may sao có cô nàng sát thủ của Gabriel đến giữ lại và kéo họ lên. Ra là cô ta vừa nãy bị ông chủ của mình xiên cho một dao nhưng may mắn chưa hẹp. Sau đó cô đã nói với Ethan chuyện mã nguồn của thực thể nằm trong chiếc tàu ngầm bị đắm của quân đội Nga. Coi như trả ơn anh vì đã tha mạng cho cô ta tối hôm qua. Nói xong thì cũng kiệt sức mà nhắm mắt ngàn thu. Đến lúc chuẩn bị rời khỏi đây thì lại phát sinh ra một vấn đề, đó là cái dù chỉ có thể chở một người mà thôi. Vì thế nên Gray đã nhường cho Ethan rời khỏi đây trước, còn mình ở lại đối mặt với mấy ông đặc vụ này. Phía dưới Benji đã đợi sẵn và đón anh rời đi, còn Gray thì ở lại và gặp được ông giám đốc CIA, có vẻ như họ đang có một kế hoạch gì đó. Cuối cùng thì Ethan cũng đã có trong tay chiếc chìa khóa hoàn chỉnh và biết được tác dụng của nó. Vấn đề bây giờ là tìm ra chiếc tàu ngầm kia rồi phá hủy cái gọi là thực thể này thôi. Đến đây là hết rồi, còn kết thúc như thế nào thì tôi e rằng chúng ta phải đợi đến phần tiếp theo thôi. Đây là bộ phim hành động mới nhất của Tom Cruise, cũng là phần gần cuối của series hành động nhiệm vụ bất khả thi đỉnh đám. Bộ phim có kinh phí lên đến 290 triệu đô la, được coi là một trong những dự án đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Nhưng ai xem video đến cuối này thì xin cho tôi một like để lấy lại động lực với ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cùng đón chờ tiếp theo những sản phẩm của Queen nha.